Những dòng cuối cùng của bức thư đầy kỷ niệm đã kết thúc sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Không một ai lên tiếng, bọn họ đều đang rơi vào theo tâm trạng của bức thư này mà hồi tưởng lại quá khứ của mình, ít nhiều người đã nghĩ đến người mà họ từng thích hồi cấp 3 rồi lại thoáng qua như cơn gió mùa hạ, hay là đống giấy kiểm tra trên bàn và bóng người đuổi theo phía sau khi chạy. Đột nhiên, điện thoại đang nắm chặt trong tay của hứa tùy vang lên, âm thanh dữ dội phá vỡ bầu không khí im lặng xung quanh. Toàn thân hứa tùy như được chút gánh nặng, đứng lên muốn đi, đọc phun tại chuân phao, VN. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Mình vẫn còn việc phải làm, mình đi trước. Hứa tùy chính là như vậy, trong tiềm thức của cô luôn luôn sẽ tránh né những thứ mà bản thân không muốn hoặc là không dám đối mặt. Hồ Thiến Tây trước đây cũng từng đưa ra lời khuyên cho cô, trên đời không có gì khó, chỉ cần cậu cố gắng thoát khỏi nó là được. Hứa Tùy cầm túi sách vội vàng mở khóa kéo cất đồ đạc vào trong rồi lấy điện thoại ra, trong không gian tĩnh mịch âm thanh tiếng điện thoại phát ra như muốn xé vỡ sự im ắng này. Cô nghiêng người bước ra khỏi ghế sofa, tòng ngữ nhung bỗng nhiên cất giọng chói tay, chất vấn ngay trước mặt mọi người, vậy là cậu đã một mực theo đuổi chu kinh trạch thân thể hứa tùy cứng đờ, sau đó nhấc chân đi về phía trước, đi ngang qua bên trái chiếc ghế sofa lớn hình bán cung. Người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, áo khoác của anh mở ra, trên tay anh còn đang cầm một lon bia, ngón tay giữa móc vào chỗ bật lon, biểu cảm trên mặt ảm đạm không rõ, trên mặt anh có hơi chút ửng hồng, đọc phun tại chuân phao, VN trầm mặc tối tăm dưới mí mắt còn có bóng mi rũ xuống dường như là đang kìm hãm điều gì đó giống như dã thú đã ẩn nấp từ lâu đôi chân dài của anh vắt chéo lên nhau vừa vặn chắn ngang lối đi lòng bàn tay hứa tùy hơi đổ mồ hôi không dám nhìn vào anh tầm mắt rơi vào chiếc quần tây xương bánh chè nhô ra nhường chỗ một chút cô nói đôi chân ở trước mặt vậy mà thực sự tránh sang một bên hứa tùy đi qua bắp chân lướt qua đầu gối tạo ra tiếng cọ sát rất nhẹ sau khi đi qua hứa tùy thở phào nhẹ nhõm một hơi cô đang định bước đi tiếp nhưng giây tiếp theo người đàn ông đã giơ tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại hứa tùy dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra bàn tay chu kinh trạch trực tiếp bám lấy cổ cô mạnh mẽ mà kéo xuống hứa tùy buộc phải nghiêng người lảo đảo chu kinh trạch hôn xuống ngay trước mặt mọi người. Đôi môi ẩm ướt áp vào môi cô, hơi thở bạc hà theo đó trà trộn vào. Nhiệt độ trên mặt, hứa tùy bắt đầu tăng lên vùn vụt cảm nhận giữa môi và răng đều là hơi thở của anh, còn xen lẫn với mùi bia. Cũng may chu kinh trạch chỉ hôn một cái rồi dừng, buông cô ra, ngón tay cái của anh chạm lên tóc ở bên trên má cô rồi vuốt ra sau tai cô. Là tôi đang đuổi theo cô ấy. chu kinh trạch tuyên bố trước mặt mọi người tình hình chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng khác các bạn học cũ đều tỏ vẻ ngạc nhiên miệng lớp trưởng đã trở thành hình chữ o biểu cảm trên khuôn mặt tòng ngữ nhung là tệ nhất đặc sắc y như làm đổ khay thuốc màu vậy đi trước đây cô ấy tương đối dễ ngại ngùng chu kinh trạch đứng dậy nắm tay hứa tì rời đi trước mặt mọi người sau khi đi ra ngoài chu kinh trạch đóng cửa phòng lại ngăn chặn sự tò mò các loại tiếng thảo luận và sự kinh ngạc Chu Kinh Trạch nắm chặt lấy tay cô. Hứa tùy theo quán tính dãy dụa muốn thoát ra, nhưng không ngờ một luồng lực bất ngờ ập đến, một cú vấp ngã khiến cô đập vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đứng trước mặt, cảm thấy cầm hơi đau một chút, hô hấp giữa họ tương đối gần, còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của nhau. Muốn trốn đi đâu? Chu Kinh Trạch sắc mặt nặng nề. Hứa tùy con người lại thở dài, cô nói với giọng điệu thỏa hiệp, không, anh thả em ra trước. Chu Kinh Trạch dẫn cô đến cửa thang máy, chậm rãi ấn nút, giọng điệu kiên quyết. Không thả, theo kinh nghiệm của anh, bây giờ em đang muốn chạy trốn. Chu Kinh Trạch liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một chút, nếu em không ngại anh sẽ làm loạn ở trước mặt mọi người. Anh nói một là một sẽ không có hai. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Hứa tùy lập tức không dẫy dụa nữa, để anh tùy tiện nắm rồi lên xe chu kinh trạch gương mặt lạnh lùng ngồi ở ghế lái một tay điều khiển xe tay còn lại vẫn còn đang nắm lấy tay cô trên đường đi anh không hút thuốc điện thoại kêu cũng không nghe sau khi xuống xe người đàn ông trực tiếp cõng hứa tùy lên vai ôm cố định hai tay lên hông cô sải bước đi về phía nhà chìa khóa đã được cha vào lỗ nhiều lần nhưng không vào được cuối cùng với đôi tay run dày cánh cửa mở ra dầm một tiếng Hứa tùy bị đẩy vào cửa. Ngực anh phập phồng dữ dội, không biết là tiếng thở dốc của ai. Đôi mắt đen kịt của Chu kinh trạch nhìn cô chầm chầm, ánh mắt quét qua xem xét từng tấc da trên cơ thể cô. Hứa tùy bị kích động một hồi. Chu kinh trạch dùng ngón tay cái ấn lên chán cô, nghiêng đầu xuống hôn cô. Nói chính xác thì chính là cắn. Hứa tùy ngẩng đầu, hừ, một tiếng, anh bắt đầu vùi vào hõm vai cô, mút lấy da thịt trắng nõn mềm mại quanh cổ cô chỗ cổ truyền đến một cơn đau ngứa cũng không mất nhiều thời gian để nhìn thấy màu đỏ trên đó bên trong không bật đèn rất tối ánh đèn từ phía đối diện chiếu tới hứa tùy thấy hai mắt anh rất sáng bên trong có một đám lửa yếu ớt nhảy lên rèm cửa đung đưa anh vòng tay qua người cô và tiếp tục hôn cô nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn thắt lưng của hứa tùy bị đập mạnh vào góc bàn, sự đau đớn do vết thương cũ làm ảnh hưởng đến thần kinh, cô cau mày, nước mắt lưng chồng, đưa tay ôm đầu anh, nhẫn nhịn nói, đau quá. Chu kinh trạch dừng động tác lại. Với một tiếng bốp công tắc trên tường được bật một màu vàng ấm áp tràn ra khắp căn phòng. Chu kinh trạch cầm hộp thuốc ngồi trồm hổm trước mặt hứa tùy. Anh cúi đầu, ngậm tăm bông trong miệng, mở nắp lọ muối, dùng tay kia cuộn lại chiếc áo len xanh cô đang mặc chù kinh trạch cúi đầu trên mặt có hàng mi dài đen nhánh đường nét sắc sảo anh nhúng tăm bông vào lọ muối rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương tại sao khi còn học đại học em không nói với anh rằng ngay từ đầu em đã thích anh chù kinh trạch đột nhiên hỏi hứa tùy rũ mắt xuống nói bởi vì em cảm thấy đó là việc của một mình em yêu thầm luôn là chuyện của riêng cô vui buồn mưa gió đều thầm giấu kín trong lòng vậy sau này gặp lại tại sao em lại do dự nhiều lần như thế chu kinh trạch nhìn cô mỗi khi anh tiến một bước cô lại lùi một bước giọng điệu của chu kinh trạch rõ ràng là đang hỏi han nhưng ngay khi anh nói ra dường như đó luôn là câu hỏi mà anh luôn muốn hỏi hứa tùy chính anh là người đang lên án hứa tùy hai mắt lập tức đỏ lên em sợ em thực sự rất sợ Hứa tùy bật ra một tiếng nước nở nhẹ, sau đó, như không thể nhịn được nữa, nước mắt lớn rơi xuống, nghẹn đến đỏ bừng mặt nếu có một dịp tái ninh khác thì làm thế nào. Từ năm 16 tuổi hứa tùy đã yêu anh, mất 3 năm đại học. Hứa tùy mới được sự chú ý của anh, khi hai người ở bên nhau rồi chia tay, rồi vướng bận. Cô dường như không thể thoát khỏi ba chữ chu kinh trạch. Sau khi chia tay, em đã rất cố gắng để tiến về phía trước. Hứa tùy vươn tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói, nhưng hai đoạn tình sau đó cũng không thành. Chu Kinh Trạch ngồi xổm nửa người, nghe cô nói, tim co quắp. Đoạn đầu mới quen nhau được một tuần, đối phương cảm thấy hứa tùy không năng động, nhiệt tình, hai người giống như đồng nghiệp nên cô ấy đã bị đá. Mối tình thứ hai kéo dài được hai tháng. Hứa tùy cố gắng thay đổi bản thân, chủ động tiếp xúc, quan tâm nhau nên mọi chuyện suôn sẻ cho đến mùa đông năm ấy, đối phương cởi khăn quàng cổ vào người, cuối cùng ôm cô vào lòng. Lầm gia phong nói rằng toàn thân cô rất cứng, cô luôn cố chống. Lại sự đụng chạm thân mật mà giữa những người yêu nhau nên có. Và đây không phải là lần đầu tiên, trong lòng em có một người không thể quên, anh ghen tị với anh ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Gia Phong cười nhạt nói, nhưng anh cũng không thể làm cho em quên đi anh ta, xin lỗi. Em cũng không, không phải nhất định phải ở cùng với anh. Hứa tùy hai mắt đỏ lên. Vì vậy, em mới thử nói chuyện yêu đương. Nhưng từng giây từng phút cũng không thể quên đi anh. Bà chữ chu kinh trạch giống như khảm vào trong tim, từ năm 16 tuổi đã trở thành tâm tư của một cô gái, không thể nói cho người khác biết. Khi hai người lại vướng vào nhau hứa tùy cố ý tỏ ra mình không quan tâm không ghen tuông không quá thích anh tự do và dễ dàng hơn trước chỉ có điều cô biết rằng mình đã yêu một người nhiều lần lại lặp đi lặp lại hèn nhát như vậy cô đã làm điều đó bởi vì cô rất thích anh vì rất thích nên sợ mất cho dù đã hứa với anh đến cuối cùng sẽ ở bên nhau hứa tùy vẫn hy vọng trong lòng rằng anh sẽ thích mình hơn những người như Chu Kinh Trạch có lúc giống như ánh mặt trời ấm áp, cũng có lúc giống như cơn gió khó lường. Khả năng lo sợ mất người yêu của mình càng ngày càng cao. Hứa Tùy vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng tình yêu của mình sẽ biến mất. Một giây tiếp theo nói không thích là không thích, Chu Kinh Trạch ngồi xổm trước mặt cô, sau khi biết suy nghĩ của cô, chỉ cảm thấy càng đau lòng anh đã quen sống lang thang từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của gia đình đã chứng kiến quá nhiều niềm vui nỗi buồn chu kinh trạch trong tiềm thức tin rằng tình yêu sẽ không tồn tại lâu dài đó là ham muốn cảm giác đói khát sự chiếm hữu tình cảm và ổ bánh mì mới nướng nhưng nó sẽ không kéo dài vĩnh cửu mãi cho đến khi gặp hứa tùy anh mới dần thay đổi suy nghĩ lệch lạc này hóa ra anh đã được yêu từ lâu trong nhiều khoảnh khắc mà anh không hề hay biết Chu Kinh Trạch đưa tay lên lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng di chuyển, nhìn cô nhếch khóe môi. Anh sợ nhất là khi em khóc. Anh rất miễn cưỡng khi nhắc đến chuyện đó đấy. Chu Kinh Trạch tiếp tục dùng tăm bông lau vết thương cho cô rồi dừng lại, nhưng anh phải giải thích với em ngay bây giờ. Khi anh gặp Diệp tái Ninh, mẹ của Chu Kinh Trạch vừa tự tử bằng cách đốt than tại nhà, sau khi ngày đầu tiên của bà ấy mất. Chu Chính Nham liền dẫn mẹ con Trúc Linh vào nhà thời điểm đó là giai đoạn chu kinh trạch nổi loạn nhất, đồng thời cũng là giai đoạn hoang mang, tuyệt vọng trong cuộc đời anh. Trong thời gian đó, chu kinh trạch hầu như không đi học, anh thường xuyên trốn học và đánh nhau cả ngày, đến quán nét hoặc hút thuốc trong phòng chơi bia với những người khác. Anh cũng sỏ môi và xăm hình khắp cơ thể. Phẩy chấm chấm, từ một học sinh ngoan trở thành một học sinh rác rưởi biến chất. Như thể đang chống lại điều gì đó. Chu Kinh Trạch gặp Bành Tử trong một trận đánh nhóm vào thời điểm đó. Anh ta là một tay xã hội đen đường phố thực sự, kiếm sống bằng cách thu tiền thuê nhà cho ông chủ và đấm bốc từ khi còn là một đứa trẻ. Khi đó, Bành Tử rất tốt với Chu Kinh Trạch, luôn đứng về phía anh, đứng ra bênh vực cho anh, có chuyện vui gì thì anh ta là người đầu tiên mang đến cho anh, còn từng bị thương vì anh. 15, 16 là giai đoạn đầu đầy nhiệt huyết và đầy sự mù quáng. Chu Kinh Trạch chính là giao sinh mệnh của mình cho một người anh em đã chết. Cũng vì bành tử mà suốt ngày ở trong quán ba thối nát đến chết ở những nơi bụi bặm bởi ánh đèn mờ ảo có thể khiến người ta quên hết đau đớn trong một thời gian ngắn. Chu Kinh Trạch đã bỏ qua một kỳ thi vì bành tử nói rằng anh có một cái gì đó tốt để cho anh xem vào buổi tối. Hôm thứ tư, tại quán ba Zero, Chu Kinh Trạch nhét áo khoác đồng phục học sinh vào cặp và trực tiếp đến gặp bành tử. Khi anh vừa đẩy cửa bước vào, Bành Tử đã ném một điếu thuốc và đưa cho anh. Chu Kinh Trạch cầm lấy, nhìn lên thì phát hiện có một đám người mà anh không biết tất cả đều là người lớn khoảng 34 tuổi. Bành Tử nhìn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc của anh liền giải thích nói, bạn bè chơi chung. Không mất nhiều thời gian, Chu Kinh Trạch đã phát hiện ra mục đích thành lập của Bành Tử. Nhóm người trong hộp đang giao dịch hút thuốc thần và trường sinh bất tử đèn đỏ tím loạn trọng chiếu xuống, bọn họ lần lượt ngửa đầu lên ghế sofa, mắt trợn trắng, môi hơi hé mở, tất cả đều mang vẻ mặt bất tử muốn chết. Nó dường như hoàn toàn được giải phóng. Bành tử đi tới, ném cho anh một gói rồi hỏi, cậu có muốn ăn thử không, đó là một thần tiên chết tiệt tôi quên mất mình đã ăn gì rồi. Khi ở nhà vào ban ngày, Trúc Linh thu dọn đồ đạc và ném cây đàn sen lô của mẹ anh vào phòng kho chu kinh trạch đã có một cuộc tranh cãi với trúc linh chu chính nham bước ra khỏi phòng làm việc và tát anh nói tại sao lại giữ đồ của người chết sau đó chu kinh trạch đã trốn học đi cùng bành tử thực lòng mà nói chu kinh trạch trái tim của mình rất đau lúc đó lòng anh thối nát và tuyệt vọng đó cũng là lúc anh rất muốn gặp mẹ của mình xong hết mọi chuyện khi bành tử đưa cho anh thứ gì đó Chu Kinh Trạch không từ chối mà nhận lấy, anh cầm trên tay thì cảm thấy nó rất nóng. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh ngồi ở phía trong góc sofa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Xung quanh là những tiếng kêu dâm đãng và không kiềm chế được được phát ra. Chu Kinh Trạch nhìn vẻ mặt của bọn họ, xem ra bọn họ đã thực sự tới cực lạc thế giới. Chu Kinh Trạch đặt đồ ở trên bàn, dùng đầu ngón tay rút ra một chút, lúc đang định dùng thử người phục vụ trong quầy ba đầy cửa bước vào để giao rượu người phục vụ đó chính là diệp tái ninh lúc cô đưa tới cho chu kinh trạch không biết là cố ý hay vô tình nhưng khi cô ấy trở tay thì rượu đã đổ vào túi bột bột tan trong rượu nó trở nên vô dụng ly rượu đập mạnh trên mặt đất vỡ tan thành từng mảnh chu kinh trạch đột nhiên tỉnh lại chu kinh trạch tỉnh lại như một giấc mộng đồng thời cả người toát mồ hôi lạnh Diệp Tái Ninh cũng lấy khăn ăn ra, vươn tay lau rượu trên bàn thì liền bị bành tử đá thẳng vào tường. Bành tử bước tới, định tát cô ấy hai cái thì Chu kinh Trạch đứng lên ngăn lại, ném ra một xấp hóa đơn đỏ từ trong ví, em trả tiền cho anh, quên chuyện này đi. Phác, mày, đồ khốn nạn. Bành tử hung hăng chừng mắt nhìn cô trước khi buông cô ra. Sau khi bước ra khỏi quán bar, một luồng gió lạnh thổi qua. Chu Kinh Trạch còn đang tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Chẳng biết bao lâu, anh không thể nhìn lại. Sống sót sau tai nạn. Lúc này Chu Kinh Trạch mới thật sự hiểu được. Bành tử căn bản ngay từ đầu đã không coi anh là bạn mà chỉ quen biết anh như một vị nhị gia giàu có tạo cơ hội khống chế anh để kiếm tiền, coi anh như một cây ATM rút tiền. Đêm hôm đó, khi Chu Kinh Trạch đợi Diệp Tái Ninh tan sở, anh bước tới xin lỗi, tôi xin lỗi và cảm ơn cô vì chuyện vừa rồi chu kinh trạch nói diệp tái ninh lấy điếu thuốc bạc hà ra khỏi hộp thuốc lá thở dài cau mày nói nếu tôi biết mình sẽ bị đá vào tường tôi sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy đâu chi phí y tế diệp tái ninh đưa tay về phía anh chu kinh trạch sửng sốt một giây phản ứng lại thì đưa cho cô một sấp tiền trước khi rời đi diệp tái ninh đã nói điều gì đó với anh ta tôi nghĩ cậu chỉ trẻ hơn tôi một hoặc hai tuổi trên thế giới này còn rất nhiều người đau khổ hơn cậu cậu thể hiện bản thân với ai thể hiện điều đó với những người không quan tâm đến cậu thật lãng phí tình cảm và thật không đáng hai người nói lời từ biệt chu kinh trạch tỉnh táo lại sau chuyện xảy ra đêm đó anh chủ động đi tìm ông ngoại nhận lỗi ông ngoại giận tím mặt dùng gậy đánh anh gần chết nhốt anh thêm nửa tháng nữa Ông ngoại thở dài nói, cuộc sống là của cháu. Đã lâu rồi, Chu Kinh Trạch không tới quán ba. Anh đang bắt đầu cuộc sống mới của mình. Không có gì khác hơn là đập tan mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu, cho dù bạn có khó khăn hay mệt mỏi, bạn phải đi trên con đường đúng đắn. Một tháng sau, Chu Kinh Trạch đến quán ba để tìm diệp tái ninh nhưng biết được rằng sau đêm đó cô ấy đã bị đuổi việc vì một lời phàn nàn và thậm chí còn không trả tiền lương tháng trước cho cô ấy các đồng nghiệp trong quán bar cũng nói riêng với anh rằng diệp tái ninh đã bị người của bành tử đánh chu kinh trạch tốn rất nhiều sức lực mới tìm được diệp tái ninh lúc đó cô đang phục vụ đĩa ở quầy thịt nướng vết thương trên mặt vẫn chưa lành tôi xin lỗi bởi vì tôi chu kinh trạch cảm thấy điều này có chút đạo đức giả liền đổi chủ đề hỏi cô có nguyện vọng nào muốn thực hiện không chỉ cần là điều tôi có thể làm được diệp tái ninh rất bận cô ấy thản nhiên nói nếu cậu muốn bù đắp cho tôi thì hãy gửi tôi đi du học dù sao thì tôi ở lại cái nơi chết tiệt này là quá đủ rồi bất ngờ một giọng nói nam tính từ phía sau vang lên anh thực sự đồng ý chắc chắn rồi vương quốc anh thì thế nào chấm 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 phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Anh từng có ấn tượng tốt về cô ấy. Là kiểu phụ thuộc và cảm kích khi anh mê man, cô ấy hơn anh một tuổi. Chu Kinh Trạch chậm rãi nói, sau khi tiếp xúc, anh nhận thấy rằng bọn anh có tính cách rất giống nhau. Vì biết ơn Diệp Tái Ninh và biết mình nợ cô ấy một ân tình, anh đã đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Đến bây giờ anh vẫn cảm ơn cô ấy sau khi bắt đầu làm việc anh đã nhìn thấy những loại người như vậy vì công việc của mình. Anh nhìn họ từ xa. Anh nên nói thế nào đây? Không có cái gì gọi là lần cuối. Kể từ khi lần đầu tiên hút thuốc là đời này đã xong rồi. Chu Kinh Trạch nói. Chu Kinh Trạch cởi áo sơ mi của hứa tùy, mí mắt vừa động nhếch khóe môi diễu cợt chính mình. Anh thực sự đã rất lo lắng sau khi em biết về điều này và thấy rằng anh không tốt như vậy sẽ không thích anh nữa anh cũng không có mặt ngoài tốt như thế anh cũng đen tối hư hỏng và mục nát anh sợ hứa tùy biết được sự thật sẽ thất vọng và ghét bỏ anh hứa tùy càng khóc nhiều hơn so với sự hiểu lầm do sự việc này gây ra cô hy vọng lúc đó chu kinh trạch sẽ không trải qua quá nhiều đau thương từ gia đình lạc lối và tự làm tổn thương chính mình cũng tiếc nuối vì người lúc đó bên cạnh anh không phải là cô vậy thì sau khi chia tay anh có thích ai không nước mắt hứa tùy vẫn còn đọng trên mi mắt cô nức nở hỏi còn nấc cụt một tiếng chu kinh trạch sững sờ một lúc sau đó mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô gật gật đầu nghiêm túc nói em không hiểu sao anh đã nhiều năm như vậy không có nói chuyện yêu đương chính là vì em trước đây bỏ em lại là do anh không phân biệt được đâu là ưu tiên hơn anh xin lỗi Chu Kinh Trạch ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu chậm rãi, để nhất nhất của chúng ta đau lòng rồi. Từ nay về sau em luôn là vị trí đầu tiên trong lòng anh. Hứa tùy cúi đầu, cô không biết vì sao mình lại rất dễ khóc trước mặt Chu Kinh Trạch. Cô vươn tay lau nước mắt một cách lung tung, không nói lời nào, đọc phun tại Chuân Phao, VN chu kinh trạch bó tay trước việc người con gái của mình khóc đành rút khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô vén những sợi tóc lộn xộn trên trán cô ra sau tai dường như anh nhớ ra điều gì đó nhìn chằm chằm vào eo cô rồi hỏi giọng nói hơi khàn đau không hứa tùy sững sờ một giây phát giác được ánh mắt của anh không ổn mới phản ứng lại anh hỏi không phải là vết thương trên eo đau không mà là khi xăm mình đau không đau hứa tùy gật đầu lẩm bẩm nói khẽ sau này em thông suốt rồi nếu em kết hôn với người khác thì sẽ xóa hình xăm tay chu kinh trạch đang lau nước mắt cho cô dừng lại ngón tay nâng cầm cô lên híp mắt em còn muốn kết hôn với ai đọc phun tại chuân phao, vn em hứa tùy muốn giải thích tất nhiên là cô nghĩ đến chia tay vào thời điểm đó đã bị ảnh hưởng quá lớn ai mà không muốn nhìn về phía trước chu kinh trạch đột nhiên ngắt lời cô giọng nói nhẹ nhàng anh chỉ muốn kết hôn với em khi còn trẻ không biết yêu một người cũng không yêu ai cả cho đến khi gặp hứa tùy lần đầu tiên anh có ý nghĩ dành phần đời còn lại với người khác sau khi kết thúc câu này xung quanh yên lặng chu kinh trạch nói xong câu này thì có lẽ cho rằng hơi bánh bèo nên chuyển hướng sang chủ đề khác hứa tùy phát hiện vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường nhưng bên tai lại khẽ đỏ lên Gió lạnh tràn vào từ khe cửa sổ, ngón chân của hứa tùy hơi co rút lại, trắng bệch vì lạnh. Vừa bước vào cửa, Chu kinh trạch đã ôm cô xuống hôn, rồi đẩy cả người vào bàn, giày bị ném ở sảnh trong lúc ôm. Chu kinh trạch cũng nhận thấy điều này, tay nắm lấy đôi chân trắng nõn, ủ ấm rồi lên tiếng. Anh đi lấy giày cho em. Hứa tùy ngăn anh lại, nhìn vành tay đỏ bừng của anh rồi cười thoải mái, mở hai tay ra, hai má hơi đỏ. Muốn ôm, Chu Kinh Trạch ngơ ngác một giây, nụ cười trên môi từ từ dương lên và đáp lại. Được, người đàn ông cúi người xuống, cánh tay cường tráng vắt ngang khuỷu tay cô, một tay ôm lấy eo thon, bế thẳng người lên. Cánh tay trắng như hoa sen đặt lên cổ anh, bàn tay to rộng của người đàn ông kéo hông cô lên, ôm cô đi tới đi lui trong phòng khách. Sau khi mang giày vào, hứa tùy vẫn bám trên người anh, không chịu xuống. Dưới sao tự dưng lại dính người vậy? Chu Kinh Trạch cười, lần này có vẻ như giấc mơ đã thực sự trở thành sự thật. Hứa Tùy ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay xoa xương lông mày của anh và bỗng nhiên nói. Chu Kinh Trạch nhìn cô, lòng đau xót và có một cảm xúc khó tả. Tình yêu thầm kín của một cô gái là một thứ tình cảm rất sâu sắc và phức tạp. Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà ánh mắt của một người lại dõi theo cùng một hình dáng trong suốt 10 năm. Sau khi nói xong, bụng của Hứa Tùy lại kêu lên không hợp thời điểm. Chu Kinh Trạch đặt Hứa Tùy xuống, mở cửa tủ lạnh nhà cô ra, không có nguyên liệu nấu ăn nào cả, chỉ còn mấy quả trứng gà và một túi sủi cảo. Đêm khuya, Chu Kinh Trạch nấu một phần sủi cảo cho cô. Ánh đèn trên bàn ăn hiện lên sắc màu ấm áp, đổ bóng từ ô vuông tinh xảo của khăn trải bàn. Họ ngồi đối mặt và ăn sủi cảo cùng nhau, trong nhà tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm vào chén. Ánh mắt của hai người thỉnh thoảng chạm nhau giữa không trung, dính vào nhau rồi lại tách ra, tim đập thình thịch hồi lâu. Sau khi ăn hết sủi cảo, Chu Kinh Trạch cúi đầu cầm điện thoại, không biết đang lướt cái gì. Hứa Tùy Nghi hoặc nên hỏi, anh làm gì thế? Đặt bàn chải đánh răng dùng một lần, khăn tắm. Chu Kinh Trạch nhướng mày, cố ý tạm dừng một lúc khi đang nói từ nào đó, quần lót khuôn mặt hứa tùy lập tức đỏ lên ám chỉ trần trụi này của chu kinh trạch ai nghe cũng hiểu được anh không chỉ muốn ở lại đây mà còn muốn điên loan đảo phượng với cô không được đêm nay anh không thể ở lại đây hứa tùy nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường nói đã đến lúc anh phải đi rồi chu kinh trạch nhướng mày giọng điệu chậm rãi tại sao vừa rồi còn bám dính anh không rời hứa tùy lấy chìa khóa trên bàn trà nhét các loại thuốc lá và bật lửa vào trong túi anh đẩy anh ra ngoài em nhiệt tình một cách ngẫu nhiên mà thôi điều mong muốn cuối cùng là giữ lại cảm giác mới mẻ lời vừa dứt tiếng dầm đầu tiên vang theo cửa đóng lại cả người chu kinh trạch bị đuổi ra ngoài cửa suýt chút nữa kẹp trúng mũi anh chu kinh trạch đứng ở nơi đó nhìn cánh cửa đóng chặt đầu lưỡi đầy má trái một chút cười khẽ cô bé học sinh anh dựa vào cửa hút hai điếu thuốc sau khi phì phèo khói thuốc mũi dày nghiền tắt đốm lửa rồi mới rời đi sau khi hứa tùy đuổi chu kinh trạch đi thì đi tắm và gội đầu lúc cô ngâm mình tắm rửa tâm trạng thoải mái hơn nhiều đến khi bước ra cô nghiêng đầu lấy một chiếc khăn trắng lau nước trên tóc không lâu sau tiếng chuông vang lên hứa tùy chạy ra mở cửa shipper đưa một túi giấy một danh sách hàng hóa cho cô và nói chú thích là anh chu phải không xác nhận hàng đi, ồ, được. Hứa tùy nhận lấy, sau khi đóng cửa, hứa tùy ngồi lên sofa, mở túi ra xem, bàn chải đánh răng dùng một lần, khăn tắm và hai chiếc quần lót dùng một lần, thậm chí cả áo mưa anh cũng mua. Những giọt nước chảy dài từ mái tóc ướt sũng rồi đọng lại trên cổ cô, rõ ràng rất lạnh nhưng trên người cô lại nảy lên một cảm giác khô nóng. Hứa tùy vội vàng chụp ảnh gửi qua, nói, lấy đồ của anh đi không lâu sau màn hình điện thoại sáng lên chu kinh trạch trả lời đầy ẩn ý để dành lần sau dùng hứa tùy cảm thấy lòng bàn tay nóng lên khi cầm điện thoại cô gõ chữ vào khung trò chuyện nhưng lại quay về xóa bỏ thôi đi bàn về lời nói thô tục và khả năng hành động cô đều không thể so với chu kinh trạch thứ nào cả tốt hơn hết là đừng trêu chọc anh Hứa Tùy bắt đầu từ từ chấp nhận Chu Kinh Trạch, không lâu sau hai người coi như chính thức ở bên nhau. Nhưng mà Hứa Tùy quá bận rộn, hiếm khi để Chu Kinh Trạch ở lại qua đêm, cho nên anh cũng không gặp cô được mấy lần trong tuần. 9 giờ sáng thứ bảy, Chu Kinh Trạch canh chuẩn thời gian Hứa Tùy thức dậy, đem theo một phần bữa sáng, đi từ từ vào nhà cô. Chu Kinh Trạch đến cửa nhà Hứa Tùy, cụp tay gõ cửa tiếng cốc cốc phát ra. Hứa Tùy mở cửa ra, nhận lấy bữa sáng trong tay anh, ngồi trước bàn ăn và bắt đầu ăn cơm chùa. Chu Kinh Trạch kéo ghế ngồi đối diện với cô, cau mày khi thấy cô ăn vội vàng, vừa lên tiếng nhắc cô đừng ăn quá vội thì ánh mắt vô tình quét qua, trong phòng khách có một chiếc vali. Đi đâu? Chu Kinh Trạch thay đổi sắc mặt, bỗng chốc lên tiếng. Hứa Tùy đang húp cháo trong thìa, không có ngẩng đầu lên, chợt có ý nghĩ muốn trêu Chu Kinh Trạch nên cười nói, "Phải đi một thời gian." một khoảng lặng kéo dài sau đó, không ai lên tiếng. Hứa tùy mới nhận ra trò đùa này quá chớn, vừa định ngẩng đầu giải thích nhưng đối diện ánh mắt của Chu kinh trạch cô hối hận. Lần này anh gọi đến lại là thuê bao à? Anh hỏi, Chu kinh trạch nhớ lại thời điểm hai người chia tay, chỉ một tuần thôi, cả người hứa tùy đã rời khỏi cuộc đời của anh, biến mất không tung tích chỉ còn lại một chiếc dây buộc tóc đã qua sử dụng hộp sữa cô chưa uống hết trong tủ lạnh ở nhà và những cây xương rồng chưa kịp tưới nước anh vẫn chưa quên được cảm giác lúc ấy khi gọi điện thoại nhưng nghe thấy chỉ là thuê bao giống như có người để lại một nét bút vội vã trong cuộc đời bạn tuy không phải là màu mực đậm đặc nhưng lại làm ta khó quên cuối cùng chẳng mấy chốc mọi thứ tan biến vì vậy anh mới cố tình tông xe vào khi hai người gặp lại để đổi lấy một số điện thoại xin lỗi vừa rồi em chỉ nói đùa đi công tác ba ngày ở thượng hải mà thôi chu kinh trạch thở phào nhẹ nhõm cất tiếng nói lại em ăn đi lát nữa anh đưa em đến đó vào lúc này tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên hứa tùy nhìn thấy cuộc gọi đứng dậy cầm lấy áo khoác vội vàng nói đồng nghiệp của em đến rồi lát nữa em sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho anh ngay khi xuống máy bay cũng sẽ nói cho anh Chu Kinh Trạch đứng lên, nhìn cô, cùng nhau. Người đàn ông chỉ trả tự do cho cô sau khi có được số hiệu chuyến bay. Cuối cùng, một tay anh sách hành lý, một tay dắt tay hứa tùy, đích thân đưa người lên xe. Hôm nay thời tiết lại xuống dưới giá trị thấp sau khi lên xe, cửa sổ ngăn cách cành cây đóng băng bên ngoài. Máy sưởi trong xe sấy vào da người, đồng nghiệp nam bên cạnh đưa cho cô một ly cà phê. Hứa tùy nhận lấy, cười nói, cảm ơn đồng nghiệp nam than phiền tiếp tôi phục thật sự trời lạnh như vậy bên thượng hải hình như còn lạnh hơn cuối tuần tổ chức hội thảo cái búa gì hàn mai nói hùa theo đúng thế tôi còn định dạy phụ đạo bài tập cho đứa nhỏ ở nhà vào cuối tuần ở nhà cầy phim hàn nữa ôi tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon hứa tùy dựa vào cửa kính xe nói ánh mắt đầy mệt mỏi ba người thuê xe đến sân bay sau khi kiểm tra hành lý thì lên máy bay thuận lợi ngay khi lên máy bay hứa tùy đã xin tiếp viên hàng không một chiếc chăn đeo bịt mắt lên và ngồi trên chỗ ngồi ngủ bù ai ngờ khi máy bay chuẩn bị đến thượng hải thì bất ngờ gặp phải cơn mưa lớn tiếp viên hàng không nhẹ nhàng an ủi hành khách trên đài phát thanh nói rằng máy bay gặp phải thời tiết mưa đối lưu mạnh chuyển hướng đến một thành phố lân cận gần thượng hải ninh thành dự kiến, hành khách sẽ ở lại sân bay Ninh Thành trong 6 tiếng, rồi bay đến Thượng Hải sau thời gian dừng trung chuyển. Trong cabin huyên náo không yên, tiếng phản nàn liên tục, không ai ngờ rằng sẽ bất ngờ gặp phải một cơn rông khiến lộ trình chậm trễ. Máy bay hạ cánh từ từ xuống sân bay Ninh Thành kèm theo rung lắc nhẹ. Ba người họ ở lại phòng chờ sân bay. Hàn Mai nhanh chóng đăng một trạng thái lên New để than phiền về thời tiết chết tiệt này hứa tùy nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa cơn mưa to trắng xóa và cây xè cuộn qua những bóng cây đung đưa điên cuồng của dãy núi xa tạo nên màn sương mù mịt mờ ninh thành cách thượng hải không xa lắm tôi thấy bây giờ trời cũng tối rồi tốt hơn là ở đây thêm một đêm nữa đi xe thẳng qua đó vào ngày mai trung chuyển máy bay sẽ vất vả hơn đồng nghiệp nam nói hàn mai thở dài chào ôi chỉ có thể vậy thôi ai kêu ba người chúng ta là những kẻ xui xẻo chứ tôi sẽ nói chuyện với nhân viên phụ trách đón máy bay hứa tùy nói sau một giờ ở lại sân bay họ bắt đầu bồn chồn hứa tùy cầm điện thoại nhận được tin nhắn của chu kinh trạch anh hỏi cô tới chưa hứa tùy đáp lại ba chữ sắp tới rồi tiếp theo đó cô cũng không trả lời gì nhiều cảm xúc hơi nóng này Do không thể gọi được xe, nền tảng cho thấy gọi xe phải chờ ít nhất 100 đơn nữa, tình hình khách sạn xung quanh cũng đã kín chỗ. Đồng nghiệp đặt được hai phòng bằng điện thoại một cách vất vả, nhưng lại cách sân bay nghìn dặm, ở hay không? Đồng nghiệp Nam hỏi, hứa tùy quả quyết trả lời một chữ, ở. Nếu không ở thì phải ăn ở ngoài đường. Bọn hứa tùy ra ga sân bay, thêm gấp ba lần tiền cho một người chủ xe đua, bên đó mới miễn cưỡng đồng ý cho họ lên xe. Mưa xối xả ở Ninh Thành rất nặng hạt, kẻ xe dọc theo đường đi, xe taxi đi rồi lại dừng, mưa tạt vào từ khe cửa kính xe, tạt lên mặt lạnh buốt. Đến được địa điểm một cách vất vả, đó là một khách sạn nhỏ, đi vào đã ngửi thấy một mùi ẩm ướt. Đồng nghiệp đưa chứng minh nhân dân để đăng ký và nhận thẻ phòng. Một phòng cho đồng nghiệp nam, một phòng cho Hứa Tùy và Hàn Mai. Sau khi vào phòng và cất hành lý, Hàn Mai lạnh nên đi tắm. Còn Hứa Tùy nghỉ ngơi trên giường, nhưng nhắm mắt chưa được 5 phút, do cách âm của phòng quá kém, vách tường thấm nước, có âm thanh ân ái chói tai của đôi nam nữ truyền xuyên thấu qua tường. Không ngủ được chút nào. Hứa Tùy hơi đau đầu, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Điện thoại bên gối rung lên. Hứa Tùy lấy điện thoại trong đêm tối màu tím, bấm nghe mà không thèm nhìn người gọi, giọng nói hơi trầm. Alo, sao không trả lời tin nhắn? một giọng nói dồn nén và lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia hứa tùy xoa mày và nói trên đường gấp quá em quên mất khí lưu của điện thoại phát ra âm thanh không ổn định ngay sau đó có tiếng cạch của bật lửa vang lên người đàn ông chợt lên tiếng hỏi em có nhớ anh hay không anh bất chợt hỏi một câu như vậy hứa tùy xoay người giọng nói chầm lắng có một chút Nhất là tối hôm trước cô làm thêm giờ, hôm sau lại đi công tác không ngừng nghỉ, rồi gặp phải thời tiết xấu, đi suốt chặng đường cũng kiệt sức, cuối cùng rất vất vả muốn nghỉ ngơi một lát thì hoàn cảnh chỗ ở lại tệ như vậy. Thật ra nếu đổi lại là trước đây, hứa tùy cảm thấy chuyện này không có gì. Nhưng chù kinh trạch gọi điện đến, cô đã nũng nịu theo bản năng và bắt đầu nhớ anh. Vậy em ra đây, một tiếng cạch vang lên, ngọn lửa vụt tắt người đàn ông hít một hơi thuốc lá, giọng nói trầm khàn, chứa cảm giác cộm cộm. Một suy đoán không căn cứ dần dần hình thành trong lòng. Hứa tùy cầm điện thoại di động vội vàng chạy xuống lầu, thậm chí còn không kịp mặc áo khoác. Cầu thang của khách sạn nhỏ được làm bằng gỗ, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng kẹt kẹt cho thấy sự khẩn trương của cô lúc này cuộc gọi giữa hai người vẫn chưa kết thúc, bên chu kinh trạch lại như có gió thổi vù vù, anh lấy điếu thuốc trong miệng xuống, khẽ cười, giọng nói có chút trầm thấp, em chạy cái gì, anh vẫn ở đây mà. Đẩy cánh cửa kia ra, hứa tùy thở hồn hển nhìn thoáng qua đã thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa anh mặc áo khoác đen, đầu vai bị nước mưa nhuộm thành một mảng màu tối, đứng dưới tấm biển quảng cáo màu đỏ, từng đường nét của góc nghiêng trên gương mặt mạnh mẽ, lười biếng cắn điếu thuốc, mỉm cười nhìn cô, đọc phun tại chuân phao, VN. Thường xuyên nhớ đến anh, nhưng khi nhìn thấy anh, mỗi khoảnh khắc đối mặt với đều rung động trong lòng ngay lập tức. Vào lúc này, một người rõ ràng vẫn đang ở thành phố khác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bạn, nói không có ngạc nhiên là giả vờ hứa tùy chạy chậm đến trước mặt người đàn ông nắm lấy ống tay áo của anh hỏi anh tới khi nào vậy chu kinh trạch dập điếu thuốc giơ tay nhéo nhéo mặt cô cổ họng rung lên giễu cợt nói khi ở đây có một cô gái nhỏ không vui anh bỏ qua lời phàn nàn của hàn mai về việc máy bay buộc phải hạ cánh trên vòng bạn bè mới biết rằng họ vẫn còn mắc kẹt ở sân bay chu kinh trạch gửi cho hứa tùy một tin nhắn để xác nhận cô trả lời rất ngắn gọn Chu Kinh Trạch đoán rằng cô gái của anh đang không vui. Vì vậy mới chạy đến đây, đọc phun tại Chuân Phao, VN. Sau khi Hàn Mai gửi địa chỉ cho anh, Chu Kinh Trạch mua một vé đường sắt cao tốc cho chuyến đi gần nhất đến Ninh Thành. Sau khi Chu Kinh Trạch nhìn thấy người, đưa Hứa Tùy quay trở lại một khách sạn mời mở. Sau đó, Hứa Tùy đi công tác ở Thượng Hải 3 ngày. Chu Kinh Trạch đã dẹp bỏ mọi thứ để ở bên cô ba ngày sau khi trở về thành phố kinh bắc cuối cùng hứa tùy cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ một ngày ngủ ở nhà cho đến khi mặt trời lên cao cô vẫn không cho chú kinh trạch ở lại qua đêm bởi vì hứa tùy không dám nghĩ để rồi nhớ lại ba ngày ở thượng hải trước khung cửa sổ sát đất trước gương và trên bàn làm việc tất cả những nơi mà anh nghĩ đến đều đã đến một lần hứa tùy bị chơi đùa đến sợ hãi cô quyết định sau khi quay lại sẽ không bao giờ để người này vào nhà nữa mười giờ rưỡi sáng hứa tùy tỉnh dậy trên giường và tắm rửa qua loa một chút cô định gọi đồ ăn mang đến sau đó trình sửa báo cáo nghiên cứu hội thảo ở nhà thu thập một số hồ sơ bệnh án hứa tùy đang định cầm điện thoại ở bên cạnh lên chu kinh trạch đã gửi tới một tin nhắn lời nói ngắn gọn lười đến mức không thèm nói thêm một lời vô nghĩa nào cửa người bao nuôi của em đến rồi Hứa tùy đặt điện thoại xuống, còn chưa kịp sỏ dép thì đã đi chân trần đi tới mở cửa. Chu Kinh Trạch xuất hiện ở cửa, trên đốt ngón tay của ngón tay giữa treo một phần bữa sáng, tay trái cầm một ly cà phê nóng. Suýt nữa thì em đã gọi đồ ăn ngoài mang đến. Hứa tùy nhận lấy, lúm đồng tiền hiện lên trên gò má. Chu Kinh Trạch liếc mắt nhìn chân trần của cô, sau khi thay giày xong, anh lập tức bế ngang người lên, xài bước đến sofa, đặt người xuống lần sau anh sẽ đánh gãy chân em nếu em không mang giày. Chu Kinh Trạch nửa ngồi xổm trước mặt để xỏ giày cho cô, bàn tay ôm lấy chân cô, híp mắt nhìn cô, cũng hay, lúc làm tình sẽ không chạy được nữa. Anh đừng hòng mơ mộng nữa. Hứa Tùy chừng mắt nhìn anh, hai má nóng bừng. Sau khi Hứa Tùy ăn sáng xong thì đi vào phòng làm việc. Chu Kinh Trạch ném đồ ăn trên bàn vào thùng rác, lấy một lon nước có ga trong tủ lạnh ra, đang định kéo nắp uống chu kinh trạch anh vào đây lấy quyển sách giúp em giọng nói của hứa tùy mơ hồ vọng ra từ phòng làm việc cầm lon coca trên tay phải chu kinh trạch chậm rãi đi tới cửa phòng làm việc ngẩng đầu liếc nhìn hứa tùy đang chật vật kiễng chân với những cuốn sách ở ngăn trên cùng của giá sách bởi vì cánh tay giơ lên phía trước, chiếc áo len bó sát màu vàng nhạt cô đang mặc cũng vén lên, để lộ ra một vòng eo thon thả, trắng đến phát sáng, hơn nữa nhìn lên trên, xương sườn nổi rõ, một mảng hình xăm lớn lộ ra. Helios và em ZZ cho dù có đọc dòng này bằng tiếng Anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim của Chu Kinh Trạch vẫn sẽ run lên. Anh còn không mau qua đây." Hứa Tùy quay đầu nhìn anh, nhíu mày. Chù kinh trạch bước tới nhích người lại gần một tay ôm lấy eo cô lòng bàn tay áp vào xương sườn cô thật lạnh lẽo ngón tay cái thô giáp vuốt ve hình xăm lúc nhanh lúc chậm hơi thở ấm áp quét qua cổ cô thật là một hình ảnh dâm mỹ giữa ban ngày sáng rõ hứa tùy không kìm được mà khom lưng ngực co lại định trốn về phía sau thấy vậy Chu Kinh Trạch đưa tay đặt trên lưng cô, thuận thế ôm người hạ xuống dưới, lông mày sẫm màu không nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt, nhạt, "Chỉ cần em gọi một tiếng chồng, anh sẽ lấy quyển sách xuống cho em." Chu Kinh Trạch vươn tay lên, dễ dàng chạm đến cuốn sách y khoa hứa tùy nói, nhưng khi anh xoay người lại, vô tình chạm khuỷu tay vào một cuốn sách bên cạnh. Bộp một, tiếng theo tiếng động đó, một tập thơ dày cộp rơi xuống đất cách đó không xa một giờ trưa ánh nắng vừa phải gió lớn tràn vào thổi qua những trang sách tạo nên âm thanh xào sạc một tờ giấy kiểm tra của ngữ văn rơi ra cùng với một tấm ảnh là tả rơi xuống đất lần đó hứa tùy không có may mắn được trở về phòng y tế ở đại học mặt trước của phông nền màu xanh lam hướng lên trên lại một lần nữa bộc lộ tâm sự tuổi trẻ của cô hai mắt hứa tùy nhíu chặt lại chuẩn bị tiến lên Đôi chân của người đàn ông dài hơn, bước từng bước bước tới và nhặt bài thi và bức ảnh lên, ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa chớp rơi xuống bức ảnh. Chàng trai trong bức ảnh có mái tóc rất ngắn, mắt một mí, xương lông mày thẳng, mũi cao và môi mỏng, khi nhìn vào máy ảnh, đôi mắt dài lộ ra một chút khó chịu. Tính tình lạnh lùng lại kèm theo sự ngang ngạnh, người trên đó chính là Chu Kinh Trạch. Chu Kinh Trạch nheo mắt nhìn tấm ảnh, nhưng không thể nhớ nổi mình chụp khi nào, anh hỏi: cái này lấy ở đâu? Cấp 3 trên bảng top 100." Hứa Tùy nhẹ nhàng đáp. Hứa Tùy nhìn thiếu niên phấn chấn trong ảnh, cô chưa từng tưởng tượng mình đã giữ bức ảnh này trong 10 năm. Khi còn học cấp 3 ở Thiên Trung, Hứa Tùy bắt đầu theo đuổi hình bóng đó sau khi thầm thích anh. Trong nửa đầu năm lớp 11, chỗ ngồi trong lớp thay đổi một chút, Chu kinh trạch được chuyển bàn đến nhóm của cô tim hứa tùy đập rất nhanh theo tiếng bàn di chuyển phía sau và khi nhìn thoáng qua chiếc cặp học sinh màu đen treo ở góc bàn cuối cùng cô không còn phải mong đợi việc đổi nhóm nhỏ hai tuần một lần vì nghĩ rằng như thế này sẽ gần gũi với anh hơn một chút hứa tùy là trưởng nhóm chịu trách nhiệm thu bài tập về nhà nhiệm vụ đọc sách sớm mỗi ngày để đếm xem ai chưa giao bài tập sau đó sẽ đốc thúc nhiều lần hứa tùy đếm số sách bài tập hy vọng chu kinh trạch có tên trong danh sách chưa nộp để cô mượn cớ thúc giục nộp bài tập mà được ở gần anh thêm chút dù cho nó chỉ là một câu nói nhưng những học sinh giỏi như chu kinh trạch về cơ bản không bao giờ nộp thiếu bài tập có một kiểu người như vậy dù hôm trước có bỏ giờ tự học buổi tối đi chơi điện tử hay là ra ngoài chơi bóng bài tập vẫn được nộp đúng giờ và anh luôn là người đứng đầu lớp có duy nhất một lần, đại thiếu gia cũng có lúc phạm lỗi. Buổi sáng, đám nam sinh ở hàng ghế sau của lớp đang kêu than từ cuộc nói chuyện ồn ào của họ. Hứa tùy biết rằng đêm qua có một nhóm đã đến quán bar để thức thâu đêm xem trận đấu World Cup và còn cá độ bóng đá. Người thua của khóc giống lên, nói rằng muốn vào lao đầu xuống hồ. Nhân tạo của trường, ông Chu, lão Trương nói sẽ nhảy xuống hồ là người khiến cậu ấy không được mặc cả quần lót cậu không an ủi câu nào à chu kinh trạch dựa lưng vào ghế tựa dáng vẻ lười biếng câu được câu không đáp lại quay bút giọng nói lười biếng nhảy đi ông đây phụ trách vớt cậu lên lão trương càng khóc lớn hơn lên án nói cậu là đồ tư bản xấu xa chu kinh trạch nhướng mày kiêu ngạo ra vẻ đáp lại cuối cùng lười biếng gục xuống bàn ngủ bù Hứa tùy ôm một chồng bài tập đi xuyên qua lối đi ồn ào, khi bước đến hàng cuối cùng, tim đập như đánh trống, cô ôm chặt bài tập, khuỷu tay đè xuống làm vở ghi méo mó, giọng run run. Cậu chưa nộp bài tập sinh học, giọng nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy, mí mắt chuyển động, khó khăn ngẩng đầu lên khỏi tay, giọng nói hơi khàn, chật chật quên làm rồi. Cậu cho tôi mượn chép đi. Hứa tùy sững sờ một giây trước khi nhận ra anh đang mượn bài tập của cô, lập tức nâng mắt lên, à, được. Hứa tùy luống cuống tìm cuốn sách của cô từ 12 cuốn sách bài tập bối rối đến mức một cuốn rơi xuống đất, anh đứng dậy, một bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng đưa tới, dáng người gần lại bên cô. Nhặt sách bài tập lên, mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào, bóng người lại xa dần hứa tùy không dám nhìn anh tầm mắt rơi vào cái cổ thon dài của người thiếu niên đang cúi đầu viết bài phát hiện xương sau lưng anh nhô lên rõ ràng bà vai gầy gò lại rộng lớn chu kinh chạch chép lại rất nhanh cuối cùng khi đang dùng ngón tay cầm một góc trên cuốn sách bài tập của cô định trả lại nhìn cô như cười lại như không một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong cổ họng không ngờ một nữ sinh như cậu mà chữ viết lại nguệch ngoạc đến thế tôi chép rất vất vả đấy Bùm, một tiếng, nhiệt độ trên mặt Hứa Tùy tăng mạnh, cô vội vàng kéo cuốn sách bài tập của mình lại, nhanh chóng giao bài tập của mình cho lớp trưởng giữa một tràng dài tiếng chuông dồn dập. Cô rất thích viết chữ liền nét, ngay cả cô giáo cũng đã nói nếu còn viết như vậy thì sẽ trừ điểm, nhưng Hứa Tùy chưa bao giờ để trong lòng khi trở lại chỗ ngồi một lần nữa cô thầm nghĩ rằng lần này mình nhất định phải luyện chữ thật tốt và cố gắng hết sức để được anh chấp thuận cho dù đó chỉ là một câu nói vô ý hình như chữ viết đã thay đổi rồi như vậy cũng coi như là chấp thuận rồi nhưng sau khi hứa tùy luyện chữ rất đẹp rồi đến lúc ngay cả các giáo viên cũng bắt đầu khen ngợi cô ấy thì chu kinh trạch lại chẳng bao giờ nộp thiếu bài tập nữa cho đến một lần cô giáo ngữ văn yêu cầu mỏi người trao đổi bài kiểm tra để chấm chữa trong lớp không biết có phải ông trời đã thiên vị cô không mà bài kiểm tra của cô lại được giao đến tay chu kinh trạch sau giờ học bài thi trên bàn được đưa lại cho hứa tùy sau khi nhìn thấy chữ viết trên đó cô như đang ở trong mơ không thể tin được chu kinh trạch để lại một dòng chữ trên đó nét chữ lạnh lùng và nghiêm nghị chữ rất đẹp phía dưới con điểm còn có chữ ký của người chấm bài chu bên cạnh đó là một dấu phẩy màu đỏ như một nét bút quẹt ngang qua hứa tùy cảm thấy mình giống như chấm nhỏ kia khiêm tốn nhưng khao khát ánh mặt trời như một viên kẹo mà ông trời đã ban tặng cho cô hứa tùy đã cẩn thận cất dấu viên kẹo này đi cuối cùng bài thi bị cô gấp lại rồi kẹp trong quyển nhật ký con người là vậy họ không kiềm chế được lòng tham một khi đã nếm được vị ngọt sẽ càng muốn nhiều hơn nữa Quy định kỳ thi kiểm tra của Thiên Trung đều dựa vào phân chia hạng bậc danh sách top 100 được cập nhật trên bảng tin của trường đầu tiên. Hứa tùy mới chuyển đến trường không lâu, rất khó theo kịp chương trình học thành tích luôn không ổn định nhưng để tránh xa chu kinh trạch cô càng vùi đầu cố gắng học tập luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp tự học buổi tối, trời còn chưa sáng đã thức dậy học thuộc lòng rồi. Cô chưa bao giờ là một người có được thiên phú. Hứa tùy biết rằng chỉ thông qua việc nỗ lực thì cô mới có thể tiến xa hơn. Buổi chiều, chạy thể dục hàng ngày theo thói quen, ánh mặt trời lúc chạng vạng tối phủ lên người bọn họ, cái nóng như thiêu đốt khiến cổ họng người ta khô khốc, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi. Hứa tùy vừa ra sức chạy bộ vừa cố gắng ghi nhớ từ đơn, lúc học thuộc từ One Side Được Lớp, cô dừng lại một chút rồi bật cười tự diễu cợt bản thân. Không biết liệu phần thưởng của sự chuyên cần có hữu ích hay không? Thực tế đã chứng minh rằng đôi khi ông trời sẽ thưởng cho sự siêng năng. Trong kỳ thi cuối kỳ, hứa tùy đã tiến bộ hơn 80 bậc bất ngờ nhảy lên vị trí thứ hai toàn lớp. Khi nhà trường công bố bảng xếp hạng, hứa tùy vẫn còn có chút mù mờ khi các bạn cùng lớp báo tin cho cô. Nam sinh ngồi bàn dưới trong lớp đến làm phiền chu kinh trạch còn đang ngủ, lắc lắc bờ vai của anh, nói, người anh em, lần này cậu là người đứng đầu nếu không thì sao? Chu Kinh Trạch vẫn không ngẩng đầu, giọng nói hơi khan khan. Châu bò thật, người bạn học giơ ngón tay cái lên với anh, nói tiếp nhưng người xếp sau cậu bị đẩy xuống rồi, vị trí thứ hai của lần này đã đổi người khác, ổ ai vậy? Giọng điệu của nam sinh rất thờ. Ơ, ờ, hỏi cho có lệ. Hứa tùy cầm cây bút trong tay tính toán bài tập nhưng công thức trước mặt không thể đi vào trong đầu được. Hứa tùy, cô gái rất trầm tính trong lớp người bạn học nói hứa tùy quay lưng về phía họ trong lòng căng thẳng nín thở lắng nghe cô muốn biết đánh giá của chu kinh trạch muốn biết anh có nhớ cô hay không khuôn mặt thiếu niên ngẩng lên khỏi cánh tay bẻ ngón tay rồi xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi lạnh nhạt dường như đang nở một nụ cười giọng nói khàn khàn giỏi lắm hai chữ này nổ vang bên tai hứa tùy như pháo hoa trái tim như muốn nhảy cẫng lên vậy nên cả buổi học ngày hôm nay hơi mất tập trung sau khi tự học buổi tối kết thúc, người trong lớp lần lượt rời đi. Hứa tùy bước ra khỏi lớp, đi trên lối đi trong sân trường, xung quanh trống không, chỉ có đàn anh và đàn chị lớp 12 dắt xe đạp kề vai đi cạnh nhau, thảo luận đáp án của đề thi. Hứa tùy đứng trước bảng thông báo, lặng lẽ nhìn tên người đứng đầu chu kinh trạch tiếp theo đứng thứ hai hứa tùy. Không hiểu vì sao, trong lòng cô lại nảy sinh một cảm giác thân mật xoắn suýt ánh trăng rất sáng cô ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trong bức ảnh trên bảng thông báo hứa tùy nhìn xung quanh không có ai cô vội vàng xé tấm ảnh xuống rồi hốt hoảng chạy đi vì vậy bài thi cùng với ảnh chụp được cô giữ gìn đến tận bây giờ chu kinh trạch đột nhiên nhớ tới trận bóng rổ năm hai đại học lần ấy hứa tùy ngất đi anh đưa cô đến phòng y tế tấm ảnh rơi ra chu kinh trạch nhặt lên nhưng không thèm nhìn nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô đã muốn trêu chọc cô một chút một người rất quan trọng à chu kinh trạch nhìn cô như cười như không hứa tùy gật đầu lông mi dài run lên đúng vậy rất quan trọng bây giờ xem ra người rất quan trọng đó chính là anh còn có một lý do rất quan trọng nữa khiến hứa tùy phải xé bức ảnh vào lúc đó là vì tên của chu kinh trạch được ghi rõ ràng dưới bức ảnh của anh tên của cô được viết chen chúc ở bên cạnh bây giờ chu kinh trạch đã biết hết tất cả dường như cô thích anh đến mức không còn nơi nào để che giấu sau bao nhiêu năm dường như người duy nhất khiến trái tim cô rung động chỉ có anh cỏ trong lòng hồ sâu lòng ta không còn chỗ nào che giấu chu kinh trạch đưa tay nhéo nhéo mũi nhìn cô đồ ngốc trải qua nhiều năm chu kinh trạch cầm ảnh chụp và bài thi đứng trước mặt hứa tùy anh lấy bút trên tay cô ra nghiêm túc viết thêm hai chữ giữa chu kinh trạch và hứa tùy anh đưa bức ảnh cho hứa tùy xem cô đưa mắt nhìn sang tim đập không kiểm soát được mà nhảy dựng lên chu kinh trạch nâng cầm cô lên nhìn cô nghiêm nghị nói từng chữ một hiểu chưa em không phải là yêu đơn phương dưới tấm ảnh chụp mặt màu xanh dương đã bạc màu từ lâu có hai cái tên mở nhạt sánh đôi với nhau. Chu Kinh Trạch ghi thêm vào chữ là và chữ của được đọc cùng nhau. Chu Kinh Trạch là của Hứa Tùy, anh là của em, luôn luôn như vậy. Vào thứ hai, ngày làm việc thời tiết càng ngày càng trong xanh hơn. Khi có ánh nắng chiếu vào, tâm trạng của con người sẽ thay đổi. Cô và Chu Kinh Trạch đã gần như ổn định, thoạt nhìn mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Khi hứa tùy đang sắp xếp tư liệu trong phòng làm việc, một y tá gõ cửa và mỉm cười nói, đọc phun tại chuân phau, VN. Bác sĩ hứa, chủ nhiệm trương của khoa ngoại chúng tôi đang tìm cô. Ngón tay hứa tùy đúng lúc dừng lại trên trang bia, động tác ngưng lại, gật đầu, tôi biết rồi. Y tá đi khỏi, hứa tùy đặt tài liệu trong tay xuống, hai tay đút vào túi đi đến cửa phòng làm việc của chủ nhiệm, vươn tay gõ cửa một giọng nam ấm áp vang lên từ bên trong, mời vào. Hứa tùy đẩy cửa ra đi vào, đặt tay lên nắm cửa, cười nói, thầy, em nghe nói là thầy tìm em. Đến đây, ngồi đi. Chủ nhiệm trương nâng ngón tay chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Hứa tùy gật đầu, đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Chủ nhiệm trương đặt chiếc cốc giữ nhiệt trong tay xuống, lấy ra một cuốn sổ bệnh án ở bên cạnh, đọc phun tại Chuân Phao, VN có phải em vẫn chưa biết bệnh nhân mà mình sắp tiếp nhận không đích thân viện trưởng đón tiếp ông ấy đã tiến cử em với người nhà bệnh nhân dù sao phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính của túi mật là chuyên môn của em chủ nhiệm trương cười nói với cô hứa tùy nhận lấy sổ bệnh án đọc rất nhanh nhìn thấy trường hợp bệnh nhân trước đó được chẩn đoán là khối u ác tính túi mật phát hiện không quá muộn vấn đề là người này đã có tuổi có ba cái tăng sao ba cái tăng tăng lipid máu tăng huyết áp và tăng đường huyết lại còn là một người tàn tật mí mắt hứa tùy giật giật trong lòng dần dần hình thành một sự cảm xấu một đôi mắt hạnh nhân quét qua phần trên cùng của sổ bệnh án trên cột viết tên nạn nhân có ghi rõ ràng tống phương trương đồng tử của cô đột nhiên co rút gấp gáp đầu ngón tay nắm lấy một góc của tờ bệnh án móng tay trở nên trắng bệch biểu cảm trên gương mặt là choáng váng Cô đột nhiên ù tai một lúc, lỗ tai ong ong, không thể nghe rõ chủ nhiệm bên cạnh đang nói gì, cả người rơi vào tâm trạng cực kỳ đau thương. Một lúc lâu sau, Hứa Tùy mới thoát ra khỏi tâm trạng đó, ánh mắt vô hồn, mất một lúc lâu mới xác định được tiêu điểm, chủ nhiệm Trương đang chuẩn bị lên tiếng, cô mới bình tĩnh nói. "Xin lỗi thầy ạ, à, em không thể tiếp nhận ca phẫu thuật này được." những lời chủ nhiệm chương muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng không phản ứng kịp nhíu mày theo bản năng làm bác sĩ mấy chục năm rồi ông ấy đã từng nhìn thấy đủ loại gió to sóng lớn rồi nhưng tình huống bác sĩ từ chối một bệnh nhân thì vô cùng hiếm thấy hơn nữa người đó còn là hứa tùy cô còn trẻ và quyết đoán càng cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm phẫu thuật hồ đồ bác sĩ làm sao có thể từ chối tiếp nhận bệnh nhân vẻ mặt của chủ nhiệm trương cực kỳ khó coi đôi môi hứa tùy tái nhợt cổ họng thắt lại cố gắng sắp xếp ngôn ngữ em có lý do riêng chủ nhiệm trương càng tức giận hơn khi nghe điều này ông ấy hiếm khi nói nặng lời giọng điệu tràn đầy hy vọng và mong chờ to lớn em không thể giờ tính trẻ con khi lựa chọn nghề này nhiệm vụ của một bác sĩ là phải cứu người phải có lòng thương hại hơn nữa sau này em có còn muốn đánh giá chức danh của mình nữa không một ca phẫu thuật chính là một bài học kinh nghiệm, thầy cũng hy vọng em có thể tiến bộ. Hứa tùy kéo ghế đứng dậy ngay lập tức, chân ghế đầu ma sát với mặt đất phát ra âm thanh gay gắt chói tai, cô cúi đầu chào chủ nhiệm trương, trên môi cố nặn ra một nụ cười, em từ chối. Sau khi nói xong, hứa tùy rời khỏi văn phòng mà không quay đầu lại. Buổi trưa khi ăn cơm ở căng tin, hứa tùy nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc rực rỡ mà không muốn ăn chút nào nghĩ đến việc buổi chiều còn phải đi làm. Hứa tùy miễn cưỡng nhét vào miệng vài miếng cơm, nhưng trong đầu lại lướt qua cái tên trong bệnh án buổi sáng. Trong bụng buồn nôn, hứa tùy bỏ dao nĩa xuống, che miệng rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Hứa tùy ghé vào bồn cầu nôn khan trong vài phút máu trong đầu dồn xuống axit pantothenic trong mắt và tuyến lệ bị kích thích dẫn đến chảy nước mắt. Thực sự rất buồn nôn. Sau khi nôn xong. Hứa tùy đi tới trước bồn rửa mặt vặn vòi nước, nước máy ào ào chảy xuống. Cô đưa tay hứng một ít nước lạnh hất lên mặt, hai má trong chốc lát bị đông cứng, tê dại như mất đi cảm giác. Lồng mì hứa tùy dính nước đến mức không mở nổi mắt, cô nghiêng đầu trên bồn rửa mặt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn chân không trên trần nhà đến ngẩn người ra. Tình, một tiếng, điện thoại trong túi phát ra âm thanh. Hứa tùy lấy ra nhìn, thì ra là tin nhắn của Chu kinh trạch anh sẽ tới đón em sau khi tan làm, có muốn ăn gì không, hửm. Khi chú Kinh Trạch gửi tin nhắn này, anh đang ngồi trong văn phòng của thầy giáo cố, người chủ nhiệm thời đại học của anh. Thầy cố thấy anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại, khóe môi bất giác nhếch lên, hỏi. Thằng nhóc này, em đang gửi tin nhắn cho bạn gái à? Chu Kinh Trạch tắt màn hình điện thoại, bất giác mỉm cười, đúng vậy, thầy đã từng gặp rồi đấy, cô ấy tên là Hứa Tùy, ô, thầy đã nhìn thấy rồi à? Thầy cố nghiêm túc suy nghĩ. Chu Kinh Trạch cười nhẹ, nhớ lại chuyện gì đó, nói, chính là lần em và Cao Dương đọ kỹ thuật bay hồi đại học, thầy và sĩ quan huấn luyện trương đã đánh cực, không phải thầy đặt cược cho em thắng sao? Cuối cùng, thầy đã cho em 200 nhân dân tệ làm tiền thưởng cuộc thi. Em mua kẹo cho cô ấy rồi. Thầy cố chợt nhớ ra, dùng ngón tay chỉ vào anh, thằng nhóc nhà em chu kinh trạch ngồi đó cười tiếp tục trò chuyện với ông ấy cuối cùng khi anh cầm điếu thuốc và bật lửa trên bàn cà phê chuẩn bị rời đi thầy cố đã ngăn anh lại hãy suy nghĩ kỹ càng về chuyện thầy đã nói bầu trời vẫn thuộc về em ngón tay chu kinh trạch không tự chủ được mà bóp chặt bao thuốc lá cười với ông ấy cảm ơn thầy em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hứa tùy đã mơ một giấc mơ lúc nghỉ trưa ở phòng làm việc trong giấc mơ, cô vẫn còn đang học cấp 3 ở Lê Anh, cuối tuần bị mẹ nhốt ở nhà, không được ra ngoài cũng không được xem tivi, chỉ có thể ngồi bên cửa sổ nhỏ làm bài tập. Tống Chi Thư dẫn theo một nhóm nữ sinh đến dưới lầu nhà cô, ném đá vào cửa sổ phòng cô, vừa cười nhạo vừa ném đá không hề e rè. Con gái của tên sát nhân, sao không xuống địa ngục với cha mình đi? Hứa Tùy trốn dưới góc bàn, ôm đầu gối, cố gắng tạo nên một tư thế an toàn, cô tự lẩm bẩm một mình, cha mình không phải người như vậy. Cha mình là người tốt. Cuối cùng, Hứa Tùy tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đổ mồ hôi lạnh. Trước khi khám bệnh vào buổi chiều, Hứa Tùy đã chỉnh đốn lại cảm xúc dồn hết tâm trí cho công việc. Khi đồng hồ trên tường chỉ gần 6 giờ, Hứa Tùy nhìn thoáng qua số cuộc hẹn trước trên màn hình máy tính, đã hết rồi hứa tùy đặt bút sang một bên giơ tay ấn vào mi tâm cầm cái chén bên cạnh đứng dậy vận động gân cốt có tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên hứa tùy đưa tay lên xoa bóp cái cổ cứng ngắc giọng nói nhẹ nhàng vào đi tay nắm cửa chuyển động theo đó phát ra tiếng cạch có người bước vào hứa tùy vừa đặt cốc xuống cô còn tưởng là đồng nghiệp hay lãnh đạo vô thức ngước mắt lên nhìn thấy người tới nụ cười trên khóe miệng chợt tát Tống Chi Thư mặc một chiếc áo khoác bằng vải nhung màu trắng, giày cao gót và quần jean, đeo một chiếc túi sách đi làm ở khuỷu tay, lớp trang điểm tinh xảo cũng khó có thể che được vẻ ngoài hốc hác. Đã lâu không gặp, hứa tùy, Tống Chi Thư chủ động chào hỏi. Ngón tay của hứa tùy cầm chặt đuôi thiệp, cụp mắt xuống, lạnh lùng nói, tôi đã tan làm rồi, muốn khám bệnh thì ra ngoài dễ phải. Ngay cả một, câu chào hỏi cô cũng lười nói. Hứa tùy cởi áo khoác trắng treo lên móc áo, thay áo khoác cầm khăn quàng cổ, nhét kính vào túi, trước khi đi còn cố ý mở cửa sổ cho thông gió. Một trận khí lạnh tràn vào. Tống chi thư đứng ở nơi đó co rụt vai lại. Hứa tùy đút hai tay vào túi áo, toàn bộ quá trình đều không thèm liếc nhìn tống chi thư, coi cô ta như không khí, đi qua vai cô ta. Chấm phẩy chấm phẩy chấm phẩy chấm chấm. Hôm nay tôi đến đây. Để xin lỗi cô. Tống Chi Thư hít một hơi, không giấu được vẻ mệt mỏi dưới mi mắt. Gia đình tôi thực sự rất xin lỗi vì đã gây ra tổn hại cho các cô. Hứa Tùy dừng chân, quay đầu nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Nói xong hứa Tùy bước ra ngoài, cô vừa bước ra khỏi hành lang chưa được 10 bước thì Tống Chi Thư đã đi giày cao gót đuổi theo từ phía sau tống chi thư nắm lấy tay cô lớn tiếng nói hôm nay tôi nhận được tin cô từ chối ca phẫu thuật của cha tôi người làm bác sĩ như các cô sẽ mang theo cảm xúc cá nhân khi lên bàn mổ sao nếu như là vì tổn thương mà lúc trước tôi đã gây ra cho cô tôi xin lỗi nếu không thể tôi sẽ quỳ xuống vì cô tống chi thư nắm lấy tay cô nước mắt chảy dài cha của tôi là một mạng người còn sống sờ sờ mà hứa tùy nghe vậy thì rụt tay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt bình thản sắc bén nói vậy còn cha tôi thì sao tính mạng của cha tôi không phải là mạng sống sao lúc hứa tùy rút tay lại tống chi thư cũng mất đi chỗ dựa ngã xuống đất cô ta vội vàng túm lấy tay áo hứa tùy không cho cô rời đi sức lực tống chi thư mạnh đến mức hứa tùy không có cách nào thoát ra được vừa lôi vừa kéo càng ngày càng có nhiều bệnh nhân vây xem những người không biết còn cho rằng hứa tùy đang làm khó bệnh nhân. Tống Chi Thư kéo tay hứa tùy không cho người rời đi. Hứa tùy vừa tức giận vừa xấu hổ. Đột nhiên, một bóng người áp xuống, một bàn tay mạnh mẽ tách tay hai người ra. Chu Kinh Trạch kéo hứa tùy ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ ngồi trên mặt đất chậm rãi nói, đừng ỉ vào địa vị của bản thân là bệnh nhân hoặc là người nhà của bệnh nhân mà có thể làm bất cứ điều gì chu kinh trạch cầm điện thoại di động con ngươi nhìn về phía hứa tùy còn các biện pháp an ninh trong bệnh viện của em thì sao em muốn gọi cảnh sát không bỏ đi chúng ta đi thôi hứa tùy lắc đầu kéo chu kinh trạch rời đi bên trong xe hứa tùy ngồi ở phó lái rõ ràng tâm trạng rất tệ cũng không lên tiếng em muốn nói chuyện gì không chu kinh trạch đưa tay chạm vào má cô mở miệng nếu không muốn nói chuyện thì trước tiên ăn chút gì đi ăn bánh dứa hay là kẹo hồ lô được người mình thích an ủi tủi thân trong lòng sẽ càng được phóng đại hứa tùy ngước mắt nhìn chu kinh trạch giọng nói rất nhẹ nhàng em không biết mình có làm gì sai không cái người lúc nãy ở bệnh viện cha cô ta phải làm phẫu thuật em đã từ chối năm đó mạng của cha cô ta là do cha em cứu nhưng họ chẳng những không biết ơn mà còn nói rằng cha em không làm tròn bổn phận nói rằng em là con gái của kẻ giết người mồi hứa tùy cong lên thành một nụ cười gượng gạo cha hứa đã chết trong một trận hỏa hoạn vì một tai nạn ngoài ý muốn khi ông đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó một vụ hỏa hoạn bỗng nhiên bùng lên trong nhà máy hóa chất ở phía bắc lê ánh đội cứu hỏa đã chạy đến ứng cứu khi bọn họ đến lửa đã lan đến góc tường bùng cháy dữ dội những tiếng thét chói tai và tiếng kêu xé lòng hòa lẫn với nhau cha hứa lao vào đám cháy chạy đi chạy lại cứu được bốn năm người người cuối cùng mà cha hứa lao vào cứu là tống phương trương lúc đó ông đã kiệt sức nhưng cơ thể vẫn gắng gượng để cõng tống phương trương ra ngoài khi ông đi đến cửa trước cha hứa lảo đảo ngã xuống đất tống phương trương trên lưng ông cũng bị hất xuống đất ai biết rằng xà nhà đột nhiên đổ ập xuống rơi xuống đùi tống phương trương Tống Phương Trương hét lên một tiếng đau đớn, cha hứa chạy qua tay không kéo người ra, đỡ ông ta ra ngoài một lần nữa. Lần này ông chú ý khắp nơi, lúc đang muốn nhanh chóng đi ra ngoài, ngọn lửa trong nhà lan ra rất nhanh, cha hứa nhận ra có điều không ổn liền đẩy người ra ngoài. Tòa nhà ầm ầm sụp đổ, cha hứa mãi mãi nằm trong ngọn lửa. Khi đó, hứa tùy vừa mới lên cấp 2, cha cô còn nói rằng ông đã mua quà sinh nhật cho nhất nhất trước khi nhận nhiệm vụ kết quả là ngày hôm sau ông không bao giờ trở về nữa cả gia đình đau buồn vì mất người thân trong khi an ủi cô những người xung quanh vừa an ủi cô vừa âm thầm dùng tình cảm trói chặt cô mẹ con sau này chỉ có một mình con thôi nhất định phải nghe lời mẹ hứa tùy gật đầu tự hứa trong lòng rằng nhất định sẽ là một người con gái ngoan của mẹ nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy khi hứa tùy quay lại trường học sau đám tang cô nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đối với mình đã thay đổi cô bị cô lập rồi hứa tùy không nói gì im lặng chịu đựng tất cả chuyện này trong khi cô đang ngồi vào bàn làm bài tập thì tống chi thư đột nhiên chạy đến xé sách bài tập của cô rồi gào khóc cha tôi trở thành người tàn tật rồi tại sao cha cậu lại bỏ bê trách nhiệm cõng ông ấy ra ngoài rồi lại ném người xuống đất chứ, giờ cậu là con gái liệt sĩ, được nhận trợ cấp còn gia đình tôi thì sao? Cả nhà tôi chỉ có một mình cha cáng đáng thôi, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đều tại cậu, cha cậu còn xứng làm lính cứu hỏa sau, nói hy sinh mà không thấy ngại à? Nhưng tôi đã không còn cha nữa. Hứa tùy nhẹ nhàng nói, một giọt nước mắt rơi xuống. Kết quả, Tống Chi Thư đã giáng cho cô một cái tát vang dội vào mặt. Sau đó... Hứa tùy phải chịu đựng bạo lực học đường kéo dài một năm rưỡi. Tính cách cô rất mềm mỏng và tốt bụng. Tống Chi Thư biết cô sẽ không tố cáo nên dẫn dắt các bạn cùng lớp bắt nạt cô bằng mọi cách. Vào những năm đó, quan điểm cơ bản của những đứa trẻ độ tuổi vị thành niên chưa hình thành, chúng lớn lên ở những thị trấn nhỏ, có chất phác nhưng đồng thời cũng mang sự tàn bạo. Bọn họ nghe theo Tống Chi Thư phán quyết hứa tùy, không phải là vì muốn phân biệt đúng sai chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thích thú khi phán quyết một người. Hứa tùy thường nhận được con vật chết trong ngăn kéo, hoặc sách bài tập bị dính kẹo cao su, lúc đi vệ sinh bị người khóa trái, nước lau sàn rồi ướt đẫm cả người. Lúc đầu, cô sẽ la hét, khóc lóc vì sợ hãi, sau đó dần dần trở nên chết lặng. Mẹ hứa chỉ biết được điều này khi nhận được phản ánh từ một giáo viên trẻ thực tập vào lúc hơn nửa học kỳ năm lớp 10 bà đã chạy đến trường học làm loạn một trận ấn đầu tống chi thư bắt cô ta phải xin lỗi cuối cùng thái độ cứng rắn của mẹ hứa đã làm lớn chuyện này bên trên bắt đầu quan tâm đến lúc này tống chi thư mới vội vàng xin lỗi vì lo cho sức khỏe và môi trường học tập tốt cho hứa tùy mẹ hứa đã chuyển cô đến bắc kinh đây là lần chuyển trường đầu tiên của hứa tùy bởi vì bị chèn ép trong thời gian dài hứa tùy cảm thấy rất tự ti giá trị trong lòng dần dần lung lay khi đó cô thường cúi đầu xuống và hơi khom lưng vì sợ người khác chú ý đến mình rồi lại soi mói cô gặp chù kinh trạch trong ngày chuyển trường là điều tốt lành đầu tiên mà cô nhận được lúc đó hứa tùy vừa mới chuyển đến thiên trung bị bệnh tâm trạng u ám cả người hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng mặc váy nhạt màu ngay cả khi đứng trên bục giới thiệu bản thân cũng là nói nhanh nhanh cho qua cô sợ rằng những người ở đây cũng giống như người ở lê ánh cười nhạo cô bàn luận về cô nhìn cô bằng ánh mắt khác thường mặc dù không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó nhưng không ai trong lớp chú ý đến cô tất cả đều phớt lờ cô hứa tùy khó chịu và mệt mỏi đến cực điểm chỉ có chu kinh trạch mà một chiếc áo phông đen và áo khoác đồng phục rộng rãi nam sinh xoay một quả bóng rổ trong tay đứng trước mặt cô ngược sáng chủ động hỏi cô có phải cô không có ghế không anh còn vì cô mà chạy lên chạy xuống năm tầng lầu tìm một chiếc ghế mới cho hứa tùy tiếng ve kêu sôi động một vầng ánh sáng lớn tràn vào có gió thổi qua thiếu niên vội vàng đi chơi bóng ánh mắt nhanh chóng quét qua cô khóe môi cong lên thân thiện gật đầu một cái anh trở thành ánh sáng của cô, cho đến khi cô vào đại học. Hứa tùy nhận nuôi 1017. Hồ Thiến Tây đã hỏi cô tại sao, cô nói rằng động vật biết ơn hơn con người. Vì vậy, khi nhìn thấy thái độ châm chọc của Lý Sâm khi chế nhạo cha cô là liệt sĩ ở trường đại học. Hứa tùy đã bộc lộ sự sắc bén. Rõ ràng cha cô đã liều mạng để cứu người. Sau khi ra trường làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, cô nghĩ chỉ cần làm tốt trách nhiệm mà mình đảm đương là đủ. Nhưng thầy vẫn nói rằng cô không có lòng thương hại của người bác sĩ. Chấm phẩy chấm phẩy phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Áp lực dồn nén trong suốt nhiều năm qua, cuối cùng hứa tùy cũng không kìm nén được nữa, cô suy sụp khóc lớn, rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy, đến nỗi em không thể phân biệt được nó tốt hay xấu nhiều năm như thế trước mộ cha cô ngay cả một bó hoa mà nhà họ tống cũng không tặng hứa tùy ngồi ở ghế phó lái bàn tay ôm lấy mặt nước mắt không ngừng rơi xuống qua khe hở chu kinh trạch cúi đầu luồn ngón tay cái lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng nghe anh nói không ai có tư cách tha thứ cho bọn họ thay em nhưng hầu hết thế giới đều tốt người giao hàng mà anh gặp ngày hôm trước giao một tô mì bị đổ trên đường anh ta gục xuống khóc sợ rằng khách hàng sẽ đánh giá không tốt. Lúc 3 giờ sáng, anh ta lại cố gắng hết mình, lao về trong gió lạnh định mua thêm một phần đền bù cho khách. Ông chủ đưa hóa đơn miễn phí, ông ta nói, mùa đông năm nay, mọi người đều khó khăn, cùng nhau vượt qua nhé. Ngay cả anh cũng gặp phải sự đối đãi bất công khi hành nghề, anh em thân thiết như thể tay chân còn hãm hại nhau sao? Chu Kinh Trạch tự diễu nhếch môi trên thế giới này, trung bình cứ 10.000 phút lại xảy ra các vụ giết người, chuyện ngược đãi trẻ em vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng vẫn có một số người sẵn sàng cổ vũ người lạ và giữ vững cương vị để cứu vớt từng sinh mệnh, chẳng hạn như các em. Chu Kinh Trạch kéo người trong ngực khỏi vòng tay anh, nhìn cô. Trong vạn vạn điều xui xẻo chúng ta chỉ gặp phải một nhưng thế giới này vẫn tốt giọng nói chu kinh trạch chậm rãi nhất thời không biết lấy đâu ra thứ này ngón tay nắm cầm cô các đốt ngón tay xoa nhẹ cánh môi cô đút vào đầu lưỡi hứa tùy chạm vào tan ra ngay lập tức vị ngọt từ từ lan tràn giữa môi và răng bỗng nhiên chua sót trong lòng như được giải tỏa anh cho cô một viên kẹo hứa tùy ngước nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ chu kinh chạch véo mũi cô cười nhẹ nhàng sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt ông ngoại thường nói chúng ta sống phải bảo vệ nguyên tắc và giữ vững ý định ban đầu không phải để thay đổi thế giới mà là vì không để thế giới thay đổi chúng ta chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm cái thiện đối lập với cái xấu có sự tồn tại luân phiên nhau Cuộc sống giống như một đồng xu mà Thượng Đế ném cho bạn, không phải nghiêng về mặt nào thì chính là mặt đó, mà là quyết định bởi bạn lựa chọn trở thành mặt nào. Tiền xu luôn nằm trong lòng bàn tay của bạn, và giới hạn của trò chơi cuộc sống là tùy thuộc vào bạn. Roman Roland đã từng nói trên thế giới này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là sau khi biết rõ sự thật của cuộc đời nhưng vẫn nhiệt tình yêu thương nó hứa tùy có thể cảm nhận được điều đó trên con người chu kinh trạch không oán giận không thỏa hiệp dù bị đối xử bất công cũng không oán hận thiếu niên không sợ năm tháng dài lâu đọc phun tại truân phao vn anh vẫn giữ một phần nhỏ trong trái tim mình chu kinh trạch giơ tay lau đi nước mắt cho cô kéo người ra khỏi vòng ngực thay đổi chủ đề nhướng mi cười nhẹ còn muốn ăn sơn cha không lớp áo đường sắp tan rồi muốn hứa tùy khịt mũi một cái chú kinh trạch đưa hứa tùy đi ăn cơm xong đúng lúc quảng trường đối diện sông nha đang đốt pháo hoa mùa đông hai người cùng nhau xem pháo hoa buổi tối khi về đến nhà chú kinh trạch lo lắng cô gái của anh đang có cảm xúc kích động sẽ xảy ra chuyện nên giữ cô lại kết quả khi hứa tùy tắm rửa xong có lẽ là bởi vì sau khi tan làm xong đã khóc rất nhân nên tiêu hao quá nhiều sức lực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi Chu Kinh Trạch không ngủ, anh dựa vào tường bảo vệ hứa tùy, thấy cô không an phận xoay người lại, chăn bị dịch xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như ngó sen, đọc phun tại Chuân Phao, VN. Người đàn ông cong một chân xuống, đi qua đó giúp cô kéo chăn lên, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, cuối cùng đi ra ngoài. Trên ban công, gió lạnh hiu hiu, những vì sao trên cao điêu tàn. Chu Kinh Trạch dựa vào trước lan can, lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc, cúi đầu ngậm lấy nó, thuần thục cạch một tiếng đốt lửa lên, từng đợt khói trắng nhẹ nhẹ bay ra từ đôi môi mỏng, phiêu giạt giữa không trung. Chu Kinh Trạch cầm điếu thuốc lười biếng đặt tay lên lan can, híp mắt nhìn về phía cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì. Khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay thon dài, Chu Kinh Trạch liền ném điếu thuốc vào chậu hoa, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một dãy số. Không bao lâu sau, điện thoại kết nối. Chủ Kinh Trạch nâng lên vẻ mặt tản mạn, nghiêm mặt nói, xin chào, là chủ nhiệm trương của bệnh viện phổ nhân sao? Ngày tiếp theo, hứa tùy đứng dậy từ trên giường, bởi vì được ngủ một giấc sau khi phát tiết nên khi tỉnh dậy, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sáng nay hứa tùy phải đợi trong văn phòng bệnh viện tới 11 giờ, y tá lại gõ cửa, nói chủ nhiệm trương tìm cô hứa tùy gật đầu buông con chuột ra đứng dậy đi về phía văn phòng chủ nhiệm khi bước vào văn phòng chủ nhiệm giáo sư giơ tay bảo cô ngồi xuống vẻ mặt của hứa tùy lạnh nhạt cho rằng chủ nhiệm sẽ lại nói các lời dặn dò để cô tiếp nhận bệnh nhân này không ngờ giáo sư trương lại đặt bút xuống hò nhẹ một tiếng, tiểu hứa à, tôi xin lỗi vì những gì đã nói với em trước đó, bạn trai em cũng đã nói với tôi, không ngờ còn có một ẩn ý đằng sau, công việc của chúng ta ít nhiều gì cũng phải chịu chút ủy khuất. Người bệnh này, em có thể tự quyết định nhận hay không? Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, em phải nói việc này với bệnh nhân và phải đích thân đối mặt. Được cảm ơn thầy. Hứa tùy nói. Vào lúc nghỉ trưa. Hứa Tùy đã gửi một tin nhắn cho người được ghi chú là người chăn nuôi. Anh đã nói gì với thầy của em vậy? Thái độ hôm nay của ông ấy quay ngoắt 180 độ. Không bao lâu sau, Chu Kinh Trạch trả lời lại, nói bạn gái của anh là vòi nước. Nếu làm cho em khóc lần nữa, ông đây sẽ san bằng đơn vị của mấy người. Chu Kinh Trạch trả lời khá không đứng đắn hứa tùy nhìn chằm chằm mặt chữ đến nỗi bật cười thành tiếng cô gõ chữ trên khung thoại trả lời lại nếu em từ chối đến lúc đó có người nhà hay truyền thông lấy hành động này viết báo em bị mất việc thì làm sao bây giờ ông đây nuôi em chu kinh trạch trả lời vừa quyết đoán lại nhanh chóng rất đơn giản chỉ bốn chữ nhưng lại khiến trái tim của hứa tùy nhảy lên một chút hai má có chút nóng nói không phải anh không có tiền sao Chu Kinh Trạch nhìn những dòng chữ này, đầu lưỡi chạm nhẹ vào má trái, cười một tiếng, nói, ông đây có vợ, tài sản trong nhà do anh xử lý. Gương mặt hứa tùy càng thêm ngượng ngùng, đổi chủ đề thành cuộc sống hàng ngày nhắn vài câu với Chu Kinh Trạch cuối cùng, một câu không rõ đầu đuôi của Chu Kinh Trạch nhảy lên trước màn hình, nói, cho dù là em quyết định làm gì, đều có anh ở đây cho em phó thác. Lồng mi hứa tùy khẽ run lên, trả lời, được. Thật ra vào ngày hôm qua sau khi Chu Kinh Trạch nói những lời này với cô, trong lòng hứa tùy đã sớm có quyết định. Hai ngày này Tống Phương Phương, nằm trong bệnh viện phổ nhân cũng đã chấp nhận trị liệu, chẳng qua ông ta vẫn luôn đợi hứa tùy trả lời lại. Hứa tùy lại một lần nữa xem hồ sơ bệnh án của ông ta. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Không biết có phải do nhân quả báo ứng trong Phật giáo đã từng nói hay không? Mấy năm qua Tống Phương Trương liên tục gặp vấn đề về cơ thể, phải nhập viện điều trị liên tục tình trạng cơ thể ngày càng xa sút Hứa tùy nhìn thoáng qua những chẩn đoán bệnh dày đặc trên giấy, có thể khẳng định hiện giờ ông ta đang lôi kéo một cơ thể tàn tật để sống tạm bỡ qua ngày. Hứa tùy nhớ rõ những tổn thương và khiển trách đạo đức mà một nhà Tống Phương Trương gây ra cho bọn họ, khiến mẹ hứa thường xuyên tạo áp lực về mặt tình cảm với cô, làm cô không thể nào được phạm sai lầm, chăm chỉ học tập sau khi lớn lên phải trở nên nổi bật. Còn bà thường xuyên khóc thầm trong đêm, bà không còn đứa con nào nữa, tỏi còn trẻ mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mấy năm đó, gia đình hứa tùy lớn lên trong môi trường vô cùng áp lực, bây giờ cô không thể nhớ rõ được lúc đó bản thân đã chịu đựng như thế nào. Hứa Tùy nhìn dãy số trước màn hình máy tính, nhập số đó vào điện thoại và bấm gọi, điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia có chút vui mừng trong lo sợ, giọng nói khàn khàn, "Hứa Tùy, tôi có đáp án rồi." Hứa Tùy nói, đầu bên kia điện thoại kia đang nói, "Nếu không thì hẹn một quán cà phê vân vân." Hứa Tùy đột nhiên cắt ngang lời cô ta, nói, "Đến khu vườn dưới lầu của bệnh viện đi." Khoảng 3-4 giờ chiều, trời trong xanh, ánh nắng ấm áp sau giờ trưa, các y tá hoặc người nhà sẽ đẩy bệnh nhân tản bộ trong vườn, hít thở chút không khí trong lành. Hứa tùy không ngờ Tống Chi thư cũng đẩy cha cô ta xuất hiện trong khu vườn, ánh mắt cô ta căng thẳng. Tống Phương Trương mặt đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, cơ thể gầy gò như da bọc xương, trong vô cùng trống rỗng dưới lớp quần áo to rộng, hơi nước trên người ông ta biến mất, làn da nhăn thành từng nếp gấp trồng chất trên khuôn mặt giống như một lớp vỏ cây sắp chết già. Chú Tống, xin chào. Hứa tùy đút tay vào trong túi áo blau trắng, giọng điệu bình tĩnh. Tống Phương Trương nhấc đôi mắt vẩn đục lên nhìn cô, rõ ràng không nhận ra hứa tùy. Trong khoảnh khắc đó. Hứa tùy không thể nói rõ hận thù của mình ngày càng gia tăng hay đang thở phào nhẹ nhõm. "Cha, con sẽ bảo y tá dẫn cha qua bên kia phơi nắng, một lát con sẽ lại đây." Giọng nói của Tống Chi thư dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ con lúc này cho dù là ai cũng không nhận ra người phụ nữ dịu dàng bây giờ, năm xưa đã từng dẫn đầu một đám nữ sinh ngang nhiên ném cặp sách của hứa tùy cửa sổ tầng năm xuống, chỉ vào mũi cô mắng to con đi, mọi người mau nhìn xem, cô ta là con gái của liệt sĩ, hay những lời nhục mạ khác. Tống Phương Trương cười gật đầu, khi đi lướt qua hứa tùy cũng cười nhẹ với cô. Sau khi người đi xa rồi. Hứa tùy đứng thẳng lưng trước mặt Tống Chi Văn, mở miệng, chuyện giải phẫu cho cha cô, tôi không làm được. Tống Chi Thư lập tức gấp để đỏ mắt chỉ về phía cách đó không xa, nhưng cô mau nhìn cha tôi đi, ông ấy đã như vậy. Cho nên, hứa tùy đột nhiên cắt ngang, nhíu mày lại hỏi cô ta. Ít nhất cô còn có cha, mà cha tôi thì không còn nữa, ngay cả cơ hội nói một câu với ông ấy tôi cũng không có. Cô muốn nói với cha mình, công việc bây giờ của cô rất tốt, còn được tăng lương, đang yêu đương. Gặp một người rất tốt, nhưng không còn khả năng. Bây giờ tôi nói cho cô, tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp bất kỳ bệnh nhân nào từ nhà các người, đây là quyết định của tôi. Hứa tùy nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh. Nhưng tôi không thể đại diện cho cả bệnh viện tôi được cho nên cha cô vẫn có thể tiếp tục trị liệu ở phổ nhân tống chi thư không ngờ hứa tùy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện quá khứ tức giận vô cùng vốn dĩ còn giả nhân giả nghĩa liền lộ ra nanh vuốt nói cô còn xứng danh bác sĩ sao tính mạng không phải đều bình đẳng sao tôi đã nói xin lỗi với cô rồi cô còn muốn cái gì chứ Hứa Tùy không bị chọc giận, cô cười khẽ, sau đó nghiêm túc nói, cô không cần phải khiến trách đạo đức tôi, tôi đương nhiên xứng với danh bác sĩ, bởi vì từ trước đến nay, hơn nữa sau này tôi vẫn luôn cứu người. Tôi tin tưởng đại bộ phận của thế giới này là tốt, trong lòng tôi có giá trị quan của chính mình, các người bây giờ không ảnh hưởng tôi được. Hứa tùy cao hơn tống chi thư một khúc cô cúi người xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình nhàn nhạt, lời nói ra vừa dịu dàng lại tàn khốc tống chi thư, cô không cảm thấy mọi thứ đều là do trời cao sắp đặt sẵn sao. 13 năm trước, chúng ta cùng sinh trên cùng một mảnh đất, tôi thì gieo một thân cây, còn cô, gieo hậu quả xấu. Tống chi thư chấn động cả người, bị lời nói và khẩu khí của hứa tùy dọa sợ từ trước đến nay cô ta chưa từng nghĩ hứa tùy sẽ phản kháng lại và từ chối sau lưng cô ta toát ra một lớp mồ hôi cả người đây choáng váng đây là nhân quả báo ứng sao hứa tùy thu hồi tầm mắt trên người cô ta không quay đầu lại mà rời đi người đi rồi tống chi thư trực tiếp khóc to tại chỗ sau khi hứa tùy nói xong những lời đó tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống cả người nhẹ nhàng vô cùng nhiều năm như vậy cuối cùng cô cũng gỡ được gông xiềng do người khác mang cho trên người xuống sau khi tan làm chu kinh trạch tới đón cô gần đây khi tan làm sớm anh đều tới đón hứa tùy có khi sẽ đưa một bông hoa có khi lại là một quả bóng bay màu vàng mua trên đường hoặc là một số món quà nho nhỏ khác mỗi ngày đều cho cô một bất ngờ khác nhau hôm nay ăn cơm anh đưa em đi gặp một người hai tay chu kinh trạch đặt lên tay lái giọng điệu nhàn nhạt Hứa tùy ngồi bên ghế phủ, giơ tay kéo dây an toàn, đang chuẩn bị gài lại nhưng không thể nào tìm đúng vị trí, cô đang rất vất vả đề tìm. Chu Kinh Trạch chậm rãi nói ra một cái tên. Cô cúi đầu, ngừng động tác lại. Bên kia, sân bay Kinh Bắc. Thịnh Nam Châu đẩy hai dương hành lý to bước ra, bên cạnh anh là một người phụ nữ, tóc vàng, dáng người thấp bé, mặc một chiếc quần yếm denim màu xanh, tuy sắc mặt hơi tiểu tụy nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ, có khí chất xinh đẹp giỏi giang. Thịnh Nam Châu một tay đẩy xe hành lý, một tay nắm chặt tay của người phụ nữ. Hồ Thiến Tây giờ khóc giờ cười, anh Nam Châu à, anh có thể buông tay em ra không, em sẽ không chạy đâu. Không, Thịnh Nam Châu ngạo kiều nói ra một chữ hồ thiến tây không lay chuyển được anh đành phải mặc cho anh nắm khi nhìn thấy bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh cách đó không xa liền nói với vẻ đáng thương em muốn đi vệ sinh lần này em bảo đảm không chạy hơn nữa không phải hộ chiếu đang ở trong tay anh sao em cũng không chạy được lúc này thịnh nam châu mới buông tay cô ấy ra sau khi hồ thiến tây đi vệ sinh xong đứng trước bồn rửa tay nhìn mình trong gương vẫn cảm thấy không chân thật chân đạp lên quê hương đất mẹ, nhưng cô ấy lại cảm thấy choáng vàng. Sau khi rửa tay xong, Hồ Thiến Tây đang định lấy một tờ giấy lau tay, kết quả bất ngờ tim đập nhanh, hồ hấp dồn dập cả người dựa vào bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, há to miệng thở dốc tay chân cũng không thể cử động. Giống như tâm linh tương thông, Thịnh Nam Châu cảm thấy không ổn, nghiêm mặt lại, xài bước đi về phía nhà vệ sinh nữ, cũng không mang đến ánh mắt khác thường của mọi người mà đi thẳng vào bên trong. Khi tiến vào, thịnh Nam Châu liền thấy Hồ Thiến Tây dựa vào trước bồn rửa tay, hai bờ môi tái nhợt, sắc mặt còn trắng bệch đến đáng sợ. Cậu ta đi tới ôm lấy bả vai của Hồ Thiến Tây, thậm chí còn chưa hỏi gì đã lấy thuốc ra từ trong túi phải của cô ấy, thuần thục đút vào trong miệng cô ấy. Hồ Thiến Tây khó khăn nuốt xuống, người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người đàn ông ôm ra ngoài. Bên trong xe hồ thiến tây ngồi lên ghế phụ nhắm chặt hai mắt hơi thở dồn dập dần dần trở lại trạng thái ổn định mười phút sau khi mở mắt ra trong ánh mắt đã khôi phục ý cười nói anh nam châu anh có thể đồng ý với em một chuyện được không ừm em nói đi chuyện này trước tiên đừng nói cho hứa tùy em không muốn làm cậu ấy lo lắng chuyện em mắc bệnh này vẫn giống như lúc nhỏ các anh biết là được rồi thịnh nam châu nhìn cô ấy thở dài một hơi được tây tây thịnh nam châu đột nhiên gọi tên cô ấy hai mắt hồ thiến tây mang theo ý cười nhìn cậu ta hừm nếu đau thì phải nói cho anh thịnh nam châu rũ mắt nhìn cô ấy đừng làm như cái gì cậu ta cũng không làm được tây tây đã trở lại bây giờ chúng ta đang đi đón cô ấy sao ánh mắt hứa tùy đầy bất ngờ gương mặt vốn dĩ đạm mạc cuối cùng cũng xuất hiện ý cười chu kinh trạch nhìn thoáng qua tin nhắn do thịnh nam châu gửi tới trên điện Thoải ánh mắt tối lại một chút, sau đó ngẩng đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười lười nhác như mọi người, ngăn cô lại. Chật, nếu bây giờ em qua đó, thịnh Nam Châu không thể gấp được với em, sẽ để em phải chờ thêm 2 phút. Cũng đúng, hứa tùy tỉnh ngộ, chu kinh trạch khởi động xe, xoa nhẹ tóc cô, đi, chúng ta đến chỗ cơm chờ. Trong nhà hàng, hứa tùy và chu kinh trạch đợi khoảng hơn nửa tiếng. Trong lúc đó mỗi khi có người đẩy cửa nhà hàng ra, lúc chuông gió bên trên phát ra am thanh. Hứa tùy sẽ vô thức quay đầu nhìn sang. Chấm phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm lát sau cô nhìn thấy một người phụ nữ vừa quen thuộc lại xa lạ bước tới đôi mắt to tròn nụ cười khiến người khác vừa ấm áp lại tràn đầy sức sống cô ấy cũng đã thay đổi đã từng là một cô bé có giảm cân thế nào cũng không thể được bây giờ lại gầy giống như cây trúc tóc cắt ngắn làn da trắng nõn bởi vì dãi nắng dầm mưa một thời gian dài bên ngoài đã trở thành màu lúa mì khỏe mạnh hứa tùy có chút không dám gọi cô ấy lại luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như một giấc mơ hồ thiến tây giống như chú gấu câu a la lao về phía cô ôm chặt lấy hứa tùy nói bảo bối tùy tớ rất nhớ cậu đó hứa tùy cũng ôm chặt lấy cô ấy nghe thấy vậy hai mắt lập tức đỏ lên hỏi rốt cuộc cũng bỏ được ma trở về ha ha đương nhiên rồi cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tớ hồ thiến tây vùi mặt vào bả vai cô cười nói nói gì thì tớ cũng muốn tận mắt chứng kiến các cậu hạnh phúc mà